lúc này bên cạnh lâm vũ đã không còn một ai những người còn sống chỉ hận cha mẹ khi sinh mình không nhiều thêm hai cái chân để họ có thể chạy nhanh hơn một chút nếu sở thanh mặc chỉ phá hủy một tảng đá trên quảng trường thì ắt sẽ có vô số người trách móc hắn nhưng hiện giờ chẳng những hắn đã hủy luôn cả quảng trường mà còn khiến toàn bộ đạo môn trao đảo còn ai chán sống dám tìm đến hắn chút phiền đây sở sở đại ca lâm vũ dè dặt nhìn sở thanh mặc vừa rồi ta không có ý đồ gì xấu với ngươi cả, sở thanh mặc không đến nổi bật cười. Ta biết, rồi chỉ về phía gã mập vẫn đang hôn mê. Ta nói rồi, ta muốn y phải nhổ ra số tiền tình gấp 10 lần trăm lần chỗ đã nuốt của ngươi. Lâm Vũ cẩn thận nói. Ta, ta không lấy có được không? Không được, sở thanh mặc đanh mặt lại, sau đó nói. Nếu y dám tìm ngươi gây sự, ta sẽ xé y ra cho chó ăn. Nói xong, liền dùng chân đá đá gã mập trung niên nói. Mau đứng lên cho ta, đừng có giả chết nữa. Gã mập mạp trung niên dùng tốc độ hoàn toàn không tương xứng với tỉ trọng cơ thể đứng bật dậy, sau đó lại quỳ sụp xuống trước mặt sở thanh mặc cực kỳ nhanh, khóc lóc thảm thiết rằng. Gia, đại gia, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, đừng giết ta, ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con thơ 3 tuổi, con một đàn thê thiếp đáng thương phải nuôi. Ta mà chết bọn họ biết sống dựa ở đâu. Lâm Vũ nhìn gã trung niên béo núc ních trước mắt, tuy y là con người phúc hậu, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sự kinh bỉ đối với gã, nói. Ta thấy ngươi cũng phải mấy trăm tuổi rồi, vẫn còn có mẹ già tám mươi. Ta đâu có già, còn chưa tới bốn mươi. Gã mập kêu rên, vừa quan sát nét mặt của sở thanh mặc, tuy nhiên, điều khiến y tuyệt vọng là trên mặt con người đáng sợ kia chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào. Gã trung niên run rẩy móc hai túi chữ vật lấy được của Lâm Vũ lúc trước từ trong người ra, đưa cho lâm vũ với vẻ mặt sót của ta đã sai lúc trước ta không nên đắc tội với hai vị đại gia hu hu giờ ta mất hết mọi thứ rồi cầu xin hai vị đại gia tha cho ta một con đường sống lâm vũ nhìn thoáng qua sở thanh mặc sở thanh mặc nói đưa thì ngươi cầm đi lúc này lâm vũ mới nhận lấy hai túi chữ vật kia trên mặt lập tức để lộ vẻ vui mừng và thỏa mãn sở thanh mặc không nhịn nổi trợn trắng mắt trong lòng tự nhủ xem cái bộ dạng thiếu tưởng trải của ngươi kia sau khi Lâm Vũ nhận hai túi chữ vật kia, sở thanh mặc như cười như không nhìn thoáng qua gã mập trung niên. Vậy là xong rồi sao? Hả, tiểu nhân, tiểu nhân đã trả lại hết của cải của hai vị gia rồi mà, tiểu nhân chỉ là nhất thời bị ma sư quỷ khiến, chứ cũng nghèo lắm. Hu, mập mạp nói xong, còn cố nạn ra hai giọt nước mắt, thoạt nhìn rất chi thật tâm thật ý. Lâm Vũ đứng xem thôi mà đã có chút chẳng nỡ lòng nào rồi, muốn nói với sở thanh mặc thả y đi, dẫu sao chỉ là một kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, cần gì đi chấp nhận. Lúc này, đột nhiên sở thanh mặc ra tay rất tàn nhẫn, hung hăng đạp một phát vào giữa ngực gã mập mạp này, một tiếng đất xương vang lên, tên mập vừa ngốc vừa xấu này lập tức hộc máu tại chỗ. Ta thấy ngươi có vẻ muốn chết rồi, sở thanh mặc thản nhiên nói. Sở đại ca, mặt lâm vũ đầy vẻ không đành lòng, sở thanh mặc nhìn thoáng qua lâm vũ, từ khi ngươi bước chân vào con đường tu hành này, chưa từng giết người sao? Hả, giết người? Trong mắt Lâm Vũ lộ vẻ sợ hãi, đắc đầu quầy quậy, sợ tay nói. Chưa từng chưa từng, đến cả động vật ta còn chưa từng giết. Vậy hôm nay ngươi liền có một cơ hội tuyệt hảo rồi, ngươi giết hắn đi. Sở thanh mặc chỉ tay vào gã mập. Y đáng chết. Ta, sở đại ca, ta không dám. Sắc mặt lâm vũ lập tức bị nghẹn đến đỏ bừng, nhìn sở thanh mặc đầy khó xử. Tuy y thật đáng giận, nhưng tội chưa đáng chết đúng không? Tội không đáng chết, sở thanh mặc cười ha hả. Ngươi có biết hôm nay vì sao đám người kia lại vây hãm tấn công ta không? Là, là y chỉ điểm, lâm vũ đã trả yếu ớt. Đúng vậy, ngươi mới chỉ nhát gan mềm lòng, chưa ngốc hết thuốc chữa. Sở thanh mặc nói, lâm vũ chỉ nhìn sở thanh mặc mà không nói được gì. Sở thanh mặc lạnh lùng nói, vậy ngươi hẳn cũng biết nếu hôm nay ta không phải đối thủ của những người này thì sẽ có hậu quả như thế nào sao hẳn là từ nay về sau đều sẽ bị bọn họ bắt nạt lâm vũ trả lời có vẻ không chắc chắn từ nay về sau sở thanh mặc lắc đầu không làm gì có từ nay về sau bọn họ sẽ trực tiếp vế bỏ ta sau đó ném ta ra ngoài cái này gọi là giết một người gian đe trăm người hay còn gọi là giết gà dọa khỉ hiểu chưa lâm vũ nhìn sở thanh mặc gật gật đầu. Ta, ta hiểu rồi. Về sau lớn chuyện, lại chính là y, dùng một câu nói khiến vô số người muốn giết ta, nếu thực lực của ta chỉ yếu một chút xíu thôi, khả năng đến giờ chẳng còn lấy cạn bã rồi, ngươi nói xem có đúng hay không, sở thanh mặc nói. Đúng, đúng như vậy. Trên trán lâm vũ mồ hôi lạnh đầm đìa, lại cảm thấy những gì mình vừa nói thật có lỗi với sở đại ca, vì đã không nhìn nhận vấn đề từ lập trường của hắn. Cho nên, y đáng chết, nào, giết y đi. Sở thanh mặc nhìn lâm vũ. Thực ra giết người rất dễ, người dùng một kiếm đâm vào đan điền của y, giết nguyên thần thứ hai của y, sau đó, lại chặt đầu y xuống. Ồe! Bên này sở thanh mặc còn chưa nói xong, bên kia lâm vũ đã nôn khan một trận. Về phần gã mập mạp vừa béo vừa xấu kia thì sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, quỷ đó kêu rên không ngớt. Ta sai rồi. Đừng mà, đừng mà ta đồng ý đem tất cả tài sản của ta ra nộp chỉ cầu xin hai vị gia tha cho ta lần này rất xin lỗi ta thực sự biết ta sai rồi mập mạp nói xong trực tiếp lấy hai chiếc nhẫn chữ vật ra không thèm để ý tới vết thương trên người quỳ lết đến trước mặt sở thanh mặc đại gia đây là tích lũy trong suốt mấy năm qua của ta ta cho ngài cả ngài tha cho ta đi mập mạp khóc giống lên run rẩy dâng hai chiếc nhẫn chữ vật sau đó mặt mày tuyệt vọng sở thanh mặc lướt im một cái trên người ngươi vẫn còn ba chiếc nhẫn chữ vật nữa, sở dĩ ta còn có kiên nhẫn nhắc ngươi là bởi vì ta hãy muốn hỏi ngươi vài chuyện, chứ định giết ngươi ngay, nếu ngươi còn giờ trò, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. A. À, mập mạp gào lên đầy tuyệt vọng, sau đó đem ba chiếc nhẫn chữ vật còn lại lôi ra, lúc này đây, bộ mặt của y mới thực sự là thà chết còn hơn. Phong ấn trên nhẫn chữ vật chẳng mạnh chút nào, sở thanh mặc tiện tay liền hủy được, sau đó dùng ý niệm thoáng nước quan nam chiếc nhẫn này đến sở thanh mặc cũng không khỏi bị lượng lớn của cải làm cho hoàng sợ. Trong năm chức nhẫn này, chí ít phải có hơn trăm vạn tiên tinh cực phẩm. Trên tiên giới, khoản tiền đó cũng coi như số của cải động trời rồi, cho dù mang lên thiên giới, cũng được tính là có của, đủ khiến lắm kẻ thay đổi sắc mặt. Sở thanh mặc nhếch nhếch miệng, nhìn mập mạp cười nói. Ngươi giàu nhỉ? Ta là người phụ trách tài vụ của đạo môn. Mập mạp trả lời với vẻ mặt đờ đẫn, tổn thất số của cải này, cũng đã coi như lấy đi nửa cái mạng của y rồi. Tuy nói nhất định y cũng chuẩn bị đường lui ở nơi khác, đủ để cam đoan cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng so với khoản của cải này mà nói, thì chỉ là chín châu mất mực cọng lông mà thôi. Sở thanh mặc tiện tay ném cho Lâm Vũ một chiếc nhẫn, bên trong ước chừng có chứa khoảng 300.000 tin tinh cực phẩm. Đây là của ngươi, sở thanh mặc nói. Theo bản năng Lâm Vũ liếc qua chiếc nhẫn, sau đó liền giật mình tới mức nắm không chắc, để chiếc nhẫn rơi cạch trên mặt đất rồi lại vội vàng nhạt lên, bối rối nói: "Ta, ta không thể nhận được, vật này quá quý trọng rồi." "Cũng có phải của ta đâu?" Sở Thanh Mặc cười nói. "Chẳng phải ta đã bảo ngươi rồi sao, ngươi bỏ ra bao nhiêu, ta sẽ bắt y trả lại gấp 10 gấp trăm lần." Mập mạp mặt cao mày có đứng một bên, vết thương trên ngực có chút đau, nhưng làm sao đau bằng trong lòng y được. Lâm Vũ nhìn Sở Thanh Mặc đầy khó xử, Sở Thanh Mặc lại thản nhiên nói: người ta gọi ta một tiếng đại ca thì kẻ làm đại ca như ta đây cũng phải tỏ vẻ gì đó chứ đúng không tuy tên tinh này cũng chẳng phải của ta nhưng cứ coi như lễ gặp mặt của ta cũng được nhưng quý quá sao ngươi dông dài thế nhỉ nhưng nhưng nữa ta cho ăn đòn gã mập mạp đang trong trạng thái thả chết còn hơn ở bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối cho tới giờ y vẫn không tin trên thế gian này thực sự có tình bạn chân chính nhưng hôm nay được chứng kiến cảnh này đột nhiên y lại cảm thấy dường như mình đã sống uổng suốt mấy trăm năm qua rồi đúng vậy y là một con quái vật già nua đã sống được tận mấy trăm năm nào có mẹ già tám mươi gì nếu mẹ y mà còn sống thì cũng đã sớm mấy trăm tuổi mà chất của y cũng tám mươi rồi nhưng thật ra mập mạp còn có một người tình bé nhỏ hai mươi tuổi đấy đây cũng là mục đích thực sự thôi thúc y liều mạng kiếm tiền bằng không với cái dạng này của y lấy gì ra để mà hấp dẫn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia mắt thấy hai người chơi trò kéo đẩy cả ngày trời lâm vũ mới miễn cưỡng nhận lấy lễ ra mắt của sở thanh mặc trong lòng mập mạp âm thầm dỉ máu ở bên cạnh yếu ớt nói hai vị gia giờ thả ta đi được chưa y biết rõ người quyết định là sở thanh mặc nhưng vẫn đem lâm vũ cùng nhau tôn lên mục đích dĩ nhiên là muốn để cho lâm vũ nói đỡ vài câu ta còn có chuyện muốn hỏi người sở thanh mặc thoáng nhìn gã người đem mọi chuyện nghi biết về đạo môn kể dành mạch tỉ mỉ lại cho ta nghe nhất là sự việc có liên quan đến thủy tổ của các ngươi, viết bao nhiêu nói bấy nhiêu, nếu dám giấu giếm nửa câu. Sở thanh mặc không nói tiếp, nhưng luồng sát khí bùng nổ ra khiến ngay cả Lâm Vũ ở bên cạnh cũng phải hoảng sợ. Lâm Vũ nhủ thầm trong lòng, con người sở đại ca cái gì cũng tốt, mỗi tội tính cách hơi bá đạo, hơn nữa động cái là muốn giết người. Giết giết chóc chóc, thú vị như vậy sao? Trong lòng mập mạp, khẽ dùng mình, dù y chẳng có mấy cảm tình với đạo môn này, nhưng y rõ ràng vị thủy tổ cứ hùng mạnh cỡ nào. Hôm nay mình bán đứng Y. Nếu tương lai có ngày bị Y biết được, sợ là cho dù mình ở thiên giới, Y ở thiên giới, nhưng vẫn sẽ có ngàn vạn cách làm cho mình biến mất. Sở Thanh Mặc thấy mập mạp do dự lập tức cười lạnh nói: Người không nói cũng được, vậy thì chết đi. A, à, ta, ta nói, ta nói. Mập mạp sợ tới phát run, đối mặt với vị sát thần này, thực sự Y hãi hùng đến cực hạn. Trong lòng ngẫm lại, người mà thủy tổ hận nhất chính là kẻ đoạt mất cơ may đạo hạnh của mình chứ loại tôm tép như ta, ai thèm để ý đến. Sau đó, mập mạp liền đem thủy tổ của mình, cộng thêm 8 môn đồ và 72 cao thủ bán đứng sạch sành xanh. Bởi vì địa vị của mập mạp trong đạo môn cũng đủ cao, nên việc y biết đến nhiều hơn số tin vệ hè như của Lâm Vũ rất nhiều. Do đó, vừa nói liền dùng hết hơn hai canh giờ, thậm chí bao gồm một số bí mật về tinh trận bên dưới quảng trường này, mà y cũng biết. Thủy tổ năm đó từng nói, tinh trận này là gốc rễ của đạo môn ta, bất cứ kẻ nào dám động đến nó, chẳng khác nào động tới đạo cơ của chúng ta, như vậy thì phải liều mình với hắn. Tuy nhiên, nếu ngày nào đó trận này tự dâng lên và bộc phát ra sức mạnh không, thời gian mãnh liệt, nhất định phải nhớ kỹ, tránh càng ra càng tốt. Bởi vì sẽ có sinh linh cực kỳ khủng bố xuất hiện giữa trận này. Trong lòng sở thanh mặc lập tức căng thẳng, vốn hắn còn cho rằng thủy tổ của đạo môn giả mạo này có là một tu sĩ nắm giữ thủ đoạn hùng mạnh đi chăng nữa, thì cũng chẳng có mấy kiến thức, nhưng nay xem ra, không chỉ có vậy gốc rễ của đối phương còn sâu hơn mình nghĩ rất nhiều. Dựa theo ý mà gã mập kiên nói, vị thủy tổ ấy đã sớm biết được tác dụng của tinh trận này, nhưng vẫn cố tình động vào, dùng sức mạnh của tinh trận đào tạo cấp tốc học trò của y. Lá gan và thủ đoạn như vậy không phải thứ mà người thường có được. Xem ra sau này khi đến thiên giới, bản thân lại có thêm một kình địch nữa rồi. Sở thanh mặc nghĩ trong lòng, không khỏi cười khổ vài tiếng, thoáng nhìn con mập mạp. Được rồi, ngươi đi đi, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi ngài đồng ý thả ta đi sao mập mạp nhìn sở thanh mặc không tin nổi chẳng ngờ bản thân lại được thả ra dễ dàng như vậy người muốn ta đâm người hai đau rồi mới thả chứ gì sở thanh mặc hờ hững nhìn mập mạp không 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 phải không phải mập mạp dập đầu vài cái với sở thanh mặc sau đó đứng lên vừa lăn vừa bỏ chạy biến khỏi tầm mắt hai người lúc này sở thanh mặc nhìn sang lâm vũ huynh đệ người cũng nên đi rồi nhớ kỹ lời ca ca nói trên đời không có tu vi nào là miễn phí ở nơi này dù ngươi tăng lên tới kỳ phi thăng thì sao đây ngươi cũng thấy rồi đấy cả đám tu sĩ đại thừa hợp lại cũng không thắng nổi ta ca ca quá lợi hại lâm vũ nói lời từ tận đấy lòng không phải ý này ta chỉ muốn nói cho ngươi hay một điều sở thanh mặc nhìn lâm vũ thiên phú của một người là không thể nào thay đổi được đó là bẩm sinh là thứ cha mẹ trời đất ban cho chúng ta từ khi lọt lòng chúng ta không thể nào lựa chọn nhưng những nỗ lực của ngày sau cũng có thể khiến ngươi trở nên ưu tú vô cùng. Bây giờ trong tay ngươi đã có số lớn tiên tinh, chỉ cần ngươi có nghị lực và quyết tâm, như vậy ta tin, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ trở thành cao thủ chân chính dựa trên chính khả năng của mình. Lâm Vũ im lặng hồi lâu, sau đó gật gật đầu một cách nghiêm túc. Lời dạy của đại ca, ta đã nhớ kỹ. Sở thanh mặc lấy từ trên người ra một quyển sách nhỏ mỏng manh, đưa cho Lâm Vũ. Quen biết một hồi, đại ca chẳng có bao nhiêu lễ vật cho ngươi, đây là một quyền tâm pháp, hẳn là thích hợp với loại tính khí như ngươi, hy vọng sau này có thể thấy ngươi ở thế giới cao hơn. Đại ca phải đi sao? Trong mắt Lâm Vũ lộ vẻ lưu luyến. Tuy thời gian quen biết cực kỳ ngắn ngủi, nhưng sâu trong nội tâm Lâm Vũ đã coi sở thanh mặc như người bạn tri kỷ, cảm thấy chỉ cần có người bạn này bên cạnh thì sẽ vô cùng yên tâm và an toàn. Hiện giờ phải chia tay, trong lòng tràn ngập không nỡ, thậm chí y còn không nước mắt tới tập giấy mỏng trong tay. Sở thanh mặc cười nói, Đại ca còn nhiều việc phải làm, ngươi là đàn ông nên học kiên cường." Trong lòng không kìm nổi nhớ lại, bản thân khi trước cũng lưu luyến như vậy khi phải đối mặt với ly, nhưng bây giờ, "Ta, ta rất kiên cường." Lâm Vũ nói một cách yếu ớt, nhưng ngữ khí kia thật khiến người ta phải lo lắng. "Ha ha, được rồi, ta đi đây, hẹn gặp lại trên thiên giới." Sở Thanh Mặc nói xong, khoát tay với Lâm Vũ, khẽ nghiêng người nháy mắt biến mất giữa không trung thiên giới. Đôi mắt Lâm Vũ đỏ lên, thiếu chút nữa là rơi nước mắt, lầm bầm nói. Hẹn gặp lại. Rất nhanh sở thanh mạc đã đi được mấy vạn dặm, nhớ đến người trẻ từng ngây thơ lương thiện có chút ngốc nghếch Lâm Vũ này, không nhịn nổi lắc đầu bật cười. Trong tiên giới mà xuất hiện tu sĩ như vậy đã là một đó hoa hiếm có rồi, cho dù khi mình 7-8 tuổi cũng không có ngây thơ như thế, cũng chẳng rõ gia tộc y bồi dưỡng y thế nào, rành rành đem một bé trai nuôi thành đóa bạch liên hoa chuyện này với sở thanh mặc mà nói thì chỉ là một khúc nhạc đệm bản sách nhỏ kia chẳng qua chỉ là một tâm pháp trí tôn mức tầm thường thôi nhưng với thế gian này mà nói tâm pháp tầm thường của trí tôn đã là tâm pháp cao cấp nhất rồi cho nên sở thanh mặc cũng không ngờ tới hành động vô tình của bản thân sẽ tạo ra một kẻ mạnh thế nào trong tương lai chuyện của đạo môn đến đây tạm dừng việc khôi phục đạo môn thì sở thanh mặc vẫn chưa nghĩ tới hiện giờ nhiệm vụ của hắn là tìm người tìm vợ còn có tìm sư phụ của mình trên bản tin huyễn thần giới lại dẫn phát ra một gợn sóng không nhỏ bởi vì một tin tức của tên giới. Trên không trung Phật môn thần bí đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng không gian kỳ dị, sau đó còn có vô số ảo ảnh đại Phật lang không. Không biết có chuyện gì xảy ra. Tin tức này, người bình thường nhìn thấy có lẽ cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng đối với người hiểu rõ về Phật môn lại giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Thánh địa Phật môn là nơi ngay cả đế chủ cũng không dám xông vào. Vì sao? cũng là bởi vì nơi này có ý niệm đại phật lưu lại trên mảnh nếp bàn kia ngay cả đế chủ tùy tiện có sức ảnh hưởng lớn tới ý niệm cũng bị chấn áp và độ hóa không đi ra khỏi mảnh nếp bàn phật môn kia mà vấn đề chính là cho dù thật sự có đế chủ đích thân tới thánh địa phật môn chỉ cần tàn niệm có sức ảnh hưởng lớn cũng đủ để chấn áp như vậy vô số ảo ảnh đại phật xuất hiện trên không trung thành địa phật môn là vì cái gì cái dạng tồn tại gì mới có thể khiến nhiều tàn niệm đại phật cùng xuất hiện như vậy Phàm là người biết bí mật của Phật môn đều rung động không ngừng, đồng thời nói năng thận trọng, kiên quyết không bàn luận chuyện này, cũng không cho phép người bên cạnh mình đi đàm luận. Theo sát phía sau, tin tức đạo môn bên này cũng bị người phát tới trên bản tin. Thánh địa đạo môn hư hư thực thực ngày xưa, 200 năm trước bị một cường nhân một lần nữa tạo dựng lên một môn phái, tên cũng được gọi là đạo môn, nhưng lực ảnh hưởng và những gì làm được, lại một trời một vực với đạo môn ngày xưa một ít thủ đoạn làm việc của bọn họ dường như có bóng dáng của tà giáo ở bên trọng, hoặc là cũng có liên quan tới mạt tộc, dù sao cũng là bị tu sĩ chính đạo khinh thường, nhưng tốc độ bồi dưỡng đệ tử của bọn họ lại nhanh hơn so với một ít đại tộc cao nhất thiên giới, không ai biết nguyên nhân, đã từng có đại phát thiên giới tra xét qua, nhưng cuối cùng lại đưa ra một kết luận, cại loại tu sĩ học cấp tốc này căn bản không có bất kỳ sức cạnh tranh thật sự nào, sau đó cũng không có ai lại đi chú ý đạo môn kia, nhưng môn phái này, ngày trước lại bị một người thần bí đơn thương độc mã làm hỏng. Cuối cùng, cái vị tu sĩ tiên giới tuyên bố tin tức này nói, "Ta không rõ ràng người khác nhìn chuyện này thế nào, nhưng với ta mà nói lại có một cảm giác vui sướng ngập tràn, loại tà môn ma đạo này nên bị đánh chết. Nếu như nói tin tức liên quan tới Phật môn lúc trước trên bản tin chính là chấn động tới đại lão trên thiên giới, như vậy tin tức của đạo môn lúc sau này lại chấn động tới vô số tu sĩ tiên giới." "Đạo môn bị người phá hủy, ha ha ha, thật là tốt, đã sớm thấy không vừa mắt với môn phái kia." môn phái gì lại giống một gánh hát rong, ngay cả lưu manh đầu đường xó chợ cũng có thể trở thành 72 đại năng, đây quả thật là làm càn. Ha ha, chuyện tốt, không biết là vị đại năng nào, bạo tính khí như vậy, một người liền đem lật tung nơi đó, thực sự là lợi hại. Cùng thời điểm, cũng có rất nhiều phân tán tại tiên giới mỗi cái, cùng đạo môn có người quan hệ, biết tin tức này sau đó, giận tím mặt. 72 đại năng cũng không có toàn bộ phi thăng thiên giới, trước đó đã nói, ở trong những người này, có rất nhiều người sau khi cấp tốc đến phi thăng kỳ tu sĩ, căn bản không có năng lực tiến thêm một bước, mà đối với thiên kiếp, càng là không có một chút thủ đoạn đối kháng. Vì lẽ đó thẳng thắn từ bỏ ý nghĩ phi thăng thiên giới, một lòng tại tiên giới làm cái có thân phận có địa vị phú gia ông, hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng bọn họ tất cả những thứ này, nhưng là đạo môn giao cho bọn hắn, rời đi đạo môn, không có bảng hiệu lừa người kia, bọn hắn liền tính toán có một thân tu vi mạnh mẽ, nhưng cũng lại không có qua loại phong quang kia. Bởi vậy, những người này đối với người hủy đạo môn kia quả thực là căm hận đến tận xương tủy thế nhất định phải tìm thấy cái người hủy đạo môn kia đem hắn loạn đao chém chết chỉ là tiên giới mênh mông muốn tìm thấy một người nói nghe thì dễ chớ nói chi là một chút đạo môn tu sĩ tuy rằng từng cái từng cái sở hữu tu vi cực cao nhưng việc tu luyện của bọn họ trí thức thậm chí còn không bằng trong tiên giới một ít nguyên anh cảnh giới tu sĩ vì lẽ đó mấy người tuy rằng bán tiếng muốn tìm đến hung thủ kia nhưng chân chính chi tiền nào đó hành động nhưng là cực ít. Có điều, nơi này mặt cũng có ngoại lệ. Phục Phong đúng là kẻ ngoại lệ lớn nhất. Phục Phong là một phi thăng kỳ đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng là tiên giới con cháu Phục Gia. Nói nể tiên giới Phục Gia, người biết, đều lại theo bản năng thần sắc nghiêm nghị, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một, căn bản không dám lung tung trêu chọc. Có thể để hầu như một nửa nhiều tiên giới tu sĩ làm ra phản ứng như thế này một cái gia tộc, tuy nhiên sẽ không là loại gia tộc nhỏ bình thường. Sự thực bên trên, tiên giới Phục Gia là một cái chân chính quái vật khổng lồ. Có thể nói tiên giới trụ thạch gia tộc cũng là gia tộc ở tiên giới cấp bậc hóa thạch. Thời đại từ cực kỳ xa xưa, Phục gia liền tồn ở chỗ tiên giới, có truyền thuyết Phục gia đã từng từng gia trí tôn. Đương nhiên, cách nói này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đủ chân chính chứng thực, có được Phục gia mục trước tại thiên giới gia tộc, có phải đế chủ đại lão tọa chấn, nhưng là chính xác trăm phần trăm lại là một chuyện. Đạo môn dựng thành chỉ có 200 năm, sở dĩ cho tới nay đều không có bị nguy cơ nào, cùng phục phong cũng không thoát khỏi quan hệ phàm là người biết tầng quan hệ này đều không muốn đi trêu chọc phục gia thứ khổng lồ này tuy nói phục phong tại phục gia nguyên bản cũng không có địa vị quá mức tôn sùng nhưng hắn trung quy là phục gia con vợ cả con cháu trung quy đã là một tên phi thăng kỳ đỉnh phong chân chính đại tu sĩ phục phong không phải là những tên côn đồ các kẻ kia không có tâm pháp tốt không có công pháp tốt cũng không có bất kỳ can cơ vững vàng hắn thân là phục gia con vợ cả con cháu từ tiểu tiếp bị giáo dục cùng sở hữu tài nguyên đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng hắn gia nhập đạo môn mục đích cũng không phải vì để tu vi của chính mình được đến học cấp tốc thực tế bên trên phục phong gia nhập đạo môn thời điểm cũng đã là đại thừa kỳ tu sĩ hơn nữa lấy hắn ngay lúc đó sức chiến đấu coi như là sư phụ của hắn sở hữu tu vi phi thăng kỳ một trong bát đại môn đồ châu quang cũng chưa chắc là đối thủ của hắn phục phong tại phục gia tuy là con vợ cả nhưng cũng không có bất kỳ quyền thừa kế liền coi như hắn mấy cái ca ca đều chết phục gia cũng hạ xuống không đến trong tay hắn một mực hắn lại là một người có dã tâm rất lớn không cam lòng cả đời bình thường như vậy không cam lòng ngay sau phi thăng thiên giới cũng chỉ có thể là một phục gia con cháu bình thường hắn muốn giành lợi ích lớn hơn nữa muốn thu được càng cao hơn địa vị vì lẽ đó khi thời điểm hắn đưa mắt tìm đến phía vừa thành lập không đến bao lâu đạo môn lấy thực lực của hắn thậm chí hoàn toàn không cần bại lộ thân phận cũng đã có thể ung dung trở thành một trong 72 đại năng. Những năm gần đây, Phục Phong vẫn tại khổ sở chờ đợi cơ hội, rốt cục. Thủy tổ đi, bát đại môn đồ, cũng lần lượt phi thăng, 72 đại năng, cũng có một khoảng nửa rời đi tiên giới. Còn lại dưới một ít cái kia, hầu như toàn bộ đều là loại hạng người không ôm trí lớn kia. Nói thí dụ như lưu thủ tại đạo môn 72 đại năng đồng thiết cương, tại phục Phong xem ra, cái kia đúng là một cái điện đạo đạo sát rời, chó má không phải đồ vật. Có điều, Phục Phong mừng rỡ nhìn thấy loại này chẳng mặt, những người kia càng là vô năng, ngày khác sau khống chế đạo môn liền càng đơn giản chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ lại đột nhiên nghe đến tin tức toàn bộ đạo môn triệt để tan vỡ cái này để phục phong cả người đều sắp muốn bị tức điên sau đó hắn bắt đầu vận dụng cơ sở ngầm của chính mình ở đạo môn tra rõ chuyện này đạo môn bị hủy hầu như bằng triệt để bị mất phục phong có hy vọng sau đó lại nghĩ tìm cơ hội tốt như vậy sợ rằng cũng không tiếp tục lại có cái cảm giác này để phục phong hầu như phát điên hơn hắn lừa giận trong lòng đã tiếp cận mức độ mất đi lý trí. Một cái phi thăng kỳ đỉnh phong tu sĩ lửa giận là rất đáng sợ một chuyện. Lâm Vũ, một cái không biết tên tiên giới tiểu tộc con cháu, gia tộc đời đời kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn, vớt cuộc đơn giản cũng bạc sản loại kia. Cái người hủy đạo môn kia, cùng Lâm Vũ là bằng hữu. Chuyện này, tên báo đáng chết kia hẳn phải biết tương đối nhiều, hắn tựa hồ được hung thủ kia vơ vét sạch sẽ bên trên thân thể có tài sản. Mặt khác, cái kia hung thủ các loại tu vi đều tương đối mạnh, hắn tựa hồ rất rõ ràng đại trận kia tác dụng đồng thời đem vĩnh cửu phong ấn cái địa phương kia chúng ta sau đó đến xem qua tới gần đều không thể tới gần đây là phục phong một ít cái kia cơ sở ngầm đem cho hắn phát tới tin tức mỗi một cái đều để phục phong có loại muốn ngửa mặt lên trời gào thét kích động sau đó hắn trực tiếp hạ lệnh bắt lấy lâm vũ bắt lấy tên đó đáng chết kia đem bọn họ đi đến ta tới trước mặt mệnh lệnh của công tử phục ra giống như pháp chỉ ở trên giới này cho nên gần 20 ngày sau Lâm Vũ và cái tên mập mập kia liền bị đưa tới trước mặt của Phục Phong. Người gọi là Lâm Vũ. Phục Phong lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi có tướng mạo anh Tuấn nhưng lại có chút nhát gan trước mắt. Lâm Vũ cũng lén đánh giá Phục Phong, ánh mắt người nam nhân trước mặt này rất hẹp dài, giống như một người biết vợ mình ngoại tình, vẻ mặt âm độc, dáng người rất cân sưng, mặc một thân quần áo quý giá đẹp đẽ. Trên đường đi tới nơi này Lâm Vũ đã biết người kia là ai, chính là công tử Phục Gia, là đại nhân vật thật sự trong tiên giới. Trước đó Lâm Vũ cũng không biết mình vì sao lại đắc tội người này, trên đường về nhà liền bị người phục kích, bị thương không nhẹ, sau mới nghe nói, vị công tử phục gia này không ngờ cũng là một trong 72 đại năng. Điều này làm cho Lâm Vũ lập tức hiểu được, đối phương là tới trả thù, không ngờ lại tới bất ngờ mà nhanh như vậy. Đúng, ta chính là Lâm Vũ, không biết ngài bắt ta tới đây là vì cái gì. Lâm Vũ cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, hắn không muốn bị người ta khinh thường, không muốn làm cho người khác thấy được một mặt yếu đuối của mình cho nên hắn tận lực nhìn thẳng ánh mắt của phục phong, hình như giữa ta và ngài cũng không có ân oán gì. Không ân oán sao? Phục phong nhếch miệng cười, bên trong nụ cười kia dường như tràn ngập máu tanh. Nếu như không có ân oán, phục phong ta không cần phải làm khó dễ một nhân vật nhỏ như ngươi. Nói đi. Nói, nói cái gì? Lâm Vũ mang vẻ mặt khó hiểu nhìn phục phong. Nói một chút về người bạn tốt kia của ngươi làm sao để phá hủy đạo môn của ta thời điểm phục phong nói những lời này đã là nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm tràn ngập sắt khí còn có nói cho ta một chút về tin tức của hắn tỉ như hắn đến từ đâu tên gọi là gì hay như làm thế nào mới có thể tìm được hắn nếu tin tức của người làm ta cảm thấy vừa lòng như vậy ta chẳng những sẽ không giết người nói không chừng ta còn sẽ ban cho người phú quý to lớn phục gia phục gia ta có thể nói chứ không Tiểu nhân muốn nói ra suy nghĩ của mình. Trung niên mập mạp không nghĩ dấu hắn. Sau khi biết người bắt hắn là ai liền sợ tới mức mất hồn mất vía. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng năng lượng và chi hướng của vị phục gia này căn bản không phải là do một đạo môn tiên giới có khả năng dạy ra. Hắn cũng từng nghĩ phải vùi đầu vào môn hạ của phục phong, đáng tiếc người ta hoàn toàn chứng mất hắn. Phục phong nhìn thoáng qua trung niên mập mạp, hai mắt hẹp dài khẽ nhíu lại, gật gật đầu. Vậy ngươi nói đi. Người kia, người kia trung niên mập mạp nói quanh con nửa ngày mới phát hiện ra hắn gần như không biết gì về người kia hừ sắc mặt của phục phong khẽ đổi người đùa ta sao không có tuyệt đối không có phục ra ngài nghe ta giải thích đã trung niên mập mạp vội vàng nói tiểu nhân chỉ biết người kia tên nghị là sở tiểu hắn tin tức của hắn đừng nói là tiểu nhân cho dù là lâm vũ cũng không biết bởi vì thời gian phát sinh chuyện đều khá ngắn sở tiểu hắc đi đạo môn giống như là vì muốn gây rối. Phục Phong nhìn thoáng qua Lâm Vũ. Đúng thế không? Lâm Vũ không thể tin được tên mập mạp chết bầm này lại vô ý giúp hắn một tay, lập tức gật đầu nói. Tuy rằng ta xem hắn là bằng hữu, nhưng hoàn toàn không biết gì về tin tức của hắn cả. Trung niên mập mạp cũng không phải là muốn trợ giúp Lâm Vũ, trong lòng hắn kỳ thật hận không thể chặt Lâm Vũ. Tuy nhiên thời điểm này hai người là châu chấu trên một sợi thừng, ai cũng không chạy được, cho nên chỉ có thể trợ giúp lẫn nhau, xác minh cho nhau cố gắng chứng minh mình hoàn toàn không biết gì về người kia. Sau khi Phục Phong nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nói Một khi đã như vậy, trong lòng trung niên mập mạp vui vẻ, trong lòng tự nhủ không hổ là con cháu đại tộc, vô cùng hiểu lý lẽ. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Phục Phong nói xong, ngón tay khẽ cong, một đạo hào quang bắn về phía mi tâm của trung niên mập mạp. Phu, một đạo huyết quang tỏa ra từ mi tâm của trung niên mập mạp, sau đó ốc màu trắng chảy ra từ bên trong đôi mắt trung niên mập mạp trợn thần lớn hắn ngay cả cầu xin tha thứ cũng chưa kịp nói ra miệng trực tiếp bị đánh chết tại chỗ âm uhm. đan điền của trung niên mập trực tiếp vỡ ra nguyên thần trực tiếp chui ra hốt hoảng chạy trốn lúc này phục phong cũng không ra tay nữa mà lạnh lùng nói lưu trong người một cái mạng chó không muốn làm ô uế tay của mình lâm vũ ở một bên bị dọa tới đầu muốn nổ tung cả người co lại thành một đoàn Phục Phong mỉm cười nhìn về phía Lâm Vũ. Hiện tại ngươi nguyện ý nói chưa? Ngươi xem đi, ta rất nhanh từ đấy. Cho dù nói thế nào thì tên mập mạp này đã từng là đệ tử của đạo môn, ta lưu cho hắn một cơ hội sống lại chính là vì nhớ tình đồng môn. Nói xong, ngữ khí của Phục Phong liền trở nên băng lạnh. Nhưng người lại khác, Lâm Vũ, người không phải đệ tử của đạo môn, nếu hôm nay người không nói hết những thứ mình biết ra, vậy thì ta tuyệt đối sẽ khiến người hồn bay phách lạc, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, cho nên làm người kiên quyết không bán đứng bằng hữu hay bảo toàn tính mạng của bản thân, ngươi tự lựa chọn đi. Phục Phong nói xong lại thêm một câu. Chỉ là bằng hữu mới quen biết một ngày mà thôi. Vẻ mặt Lâm Vũ sợ hãi nhìn Phục Phong, run rẩy nói. Ta thật sự không biết gì về người kia. Ngoại trừ tên của hắn tát à không biết gì cả, ta, ta cũng muốn rời đi cùng hắn, nhưng hắn căn bản cũng không có ý tứ mang ta đi cùng. Ta hỏi hắn, khi nào thì còn có thể gặp mặt, hắn nói, hắn nói về sau có duyên sẽ gặp lại ở thiên giới thật sự có như vậy thôi aiz người vẫn là không thành thực phục phong lấy tay dùng sức xoa nán mặt mình thở dài nếu đã như vậy thì người liền đi chết đi nói xong liền đưa tay lên chỉ về phía lâm vũ một tu sĩ phi thăng kỳ đỉnh cao muốn đánh chết một tu sĩ như lâm vũ quả thật không cần tốn quá nhiều sức đúng lúc này một đạo thanh âm êm tai trong trẻo chợt vang lên phục phong người đang làm cái gì Phục Phong nghe thấy âm thanh này lập tức giống như gặp quỷ, thân mình khẽ dương rẩy, vẻ mặt lạnh băng nháy mắt bị hòa tan. Trên mặt Lâm Vũ lập tức lộ ra vài phần xấu hổ, cũng thật cẩn thận mà hỏi. Ta, ta có thể hỏi ngài là kẻ thù hay là bằng hữu của hắn không? Tư đồ đồ lướt mắt. Bằng hữu thì sao mà kẻ thù thì sao? Nếu là bằng hữu, ta, ta có thể nói thêm một chút, tuy rằng những điều ta biết về hắn cũng cực nhỏ. Lâm Vũ nói, nếu là địch nhân thì sao? Tư đồ đồ hiếp mắt nhìn Lâm Vũ. Nếu là địch nhân, thì ta đây không nên nói. Lâm Vũ cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Vũ bên kia. Phục phong trực tiếp có chút tức giận. Người nhát gan như thế mà còn có nghĩa khí như vậy, ta thật sự là mở mang kiến thức nha. Tư đồ đồ im lặng, ngẫm nghĩ một chút nói. Ta và hắn vừa không được xem là bằng hữu, cũng không tính là kẻ thù. Ừ, dù sao gặp mặt cũng không tới mức sẽ đánh nhau trong lòng lâm vũ cũng nhịn không được mà trợn trắng mắt trong lòng tự nhủ đây là mối quan hệ gì tuy nhiên ngẫm lại mối quan hệ giữa hắn và sở tiểu hắc cũng không thể nói rõ ngoại trừ trước khi ly biệt sở tiểu hắc đưa hắn một quyền tâm pháp ra những chuyện khác toàn bộ có thể nói vì thế lâm vũ nói với tư đồ đồ tiến trình gặp gỡ giữa hắn và sở thanh mặc hắn còn nói thật sự là trước đây tên mập mạp của đạo môn kia ức hiếp chúng ta nhưng vì sao sau này chuyện lại diễn biến tới tình trạng kia những điều Phục Phong biết trước kia chỉ là sơ sơ, hiện tại hắn biết được cụ thể liền hung tợn nhìn thi thể tên mập, cắn răng nói. Sớm biết như vậy ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho nguyên thần thứ hai của người, người là đồ rác rời thành sự không đủ mà bại sự là có thừa. Được rồi được rồi, hắn lớn lên xấu như vậy, nhìn cũng đừng nhìn, chúng ta đi thôi. Từ đồ đồ nói xong liền xoay người rời đi. Phục Phong khẽ sửng sốt, đuổi theo. Đồ đồ, người nói cho ta một chút, Giữa người và Sở Tiểu Hắc vốt cũng có quan hệ gì? Không nói cho ngươi. Không được, ngươi không nói cho ta, ta liền đi giết hắn. Vậy thì đánh đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở trong tầm mắt của hắn, vẻ mặt kinh ngạc, hắn rất khó tin tưởng mình lại được tự do, cẩn thận ngẫm lại, Lâm Vũ dường như có chút hiểu rõ, tư đồ đồ kia nhất định là bằng hữu của Sở Đại Ca nếu không với tính tình của phục phong chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn sở đại ca rốt cục là ai thật là thần bí lâm vũ lầu bầu xoay người rời khỏi nơi này bên kia tư đồ đồ đứng ở trước mặt phục phong nhìn phục phong phục phong cũng nhìn nàng nói đi tìm trăm phương ngàn kế để cho tiểu tử kia chạy là vì cái gì tư đồ đồ cười cười vì cứu ngươi cứu ta phục phong không kìm nổi cười rộ lên muội muội tốt của ta ngươi thật sự cho rằng tên sở tiểu hắc kia rất lợi hại có thể làm gì ta sao tư đồ đồ thở dài đó là vì ngươi không biết thân phận thật sự của hắn vậy ngươi nói cho ta biết đi vẻ mà phục phong không phục nhất là tiểu muội muội lớn lên cùng mình khiến trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái cái loại cảm giác này tựa như muội muội ruột của mình muốn tìm cho mình một em rể trong lòng người làm ca ca nhất định là có chút không thoải mái cảm giác muội muội sẽ bị người xấu lừa gạt Tên thật của hắn là Sở Thanh Mặc. Tư đồ đồ than nhẹ một tiếng, nhìn Phục Phong. Người đã từng nghe nói về tên này chưa? Sở Thanh Mặc, sao lại có chức quen quen nhỉ? Phục Phong gãi đầu, sau đó vẻ mặt hắn đại biến. Người nói hắn là Sở Thanh Mặc, hắn là Sở Thanh Mặc kia. Đúng vậy, chính là Sở Thanh Mặc. Tư đồ đồ nói, vẻ mặt Phục Phong vô cùng phấn kích, nhìn Tư đồ đồ thật lâu, rốt cục thở dài nói. Người làm sao biết người kia? ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta đã nói với ngươi ta gặp được người kia trong nguyễn thần giới không chính là cái tên đáng ghét không có phong độ kia tư đồ đồ nói nhớ rõ ngươi nói chiến lược của người kia cường đại tới biến thái hơn nữa cơ duyên cùng số mệnh lại tốt tới động trời phục phong nói không phải là sở thanh mặc chứ chính là hắn tư đồ đồ nói hơn nữa hiện tại phần cơ duyên ta lấy được kia cũng là nhờ phúc của hắn cho dù sư phụ tới lúc này không nói cho ta, nhưng ta không phải người ngu, ta có thể cảm nhận được sư phụ có được sự quan tâm của hắn. Sư phụ ngươi, ngươi nói là nữ tử thần bí ở thiên tầng trong nguyễn thần dưới kia, trên mặt phục phong lộ vẻ khiếp sợ, lại bổ sung một câu. Chính là nữ nhân ngay cả đại lão đế chủ thiên giới cũng không phải là đối thủ của nàng. Đúng, từ đồ đồ gật gật đầu. Bên trong nguyễn thần giới thật ra đều là con cưng của thế gian này, từng người đều có được thiên phú tương đối tốt, cơ duyên và số mệnh đều không kém, nhưng có thể mạnh tới trình độ như sở thanh mặc cho tới giờ vốn không có. Không ngờ lại là hắn. Trên mặt phục phong lộ ra tươi cười chua sót. Xem ra, cho dù hắn không phải bằng hữu của ngươi thì ta cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Ta chỉ là một tu sĩ bình thường của tiên giới, ngay cả huyện thần giới cũng không thể vào thì lấy tư cách gì để tranh phong cùng loại thiên tài này. Nhìn phục phong có chút mất mát, trong lòng đồ đồ không đành lòng, nhẹ giọng nói ngươi cũng đừng nản lòng, thật ra sư phụ nói cho ta biết, loại huyết mạch này chính là tiên thiên, là do tổ tiên chứ không phải tự mình quyết định, nhưng hình dáng lớn lên thật sự như thế nào thì lại do mình. Phục Phong cười khổ nói. Ngươi trưởng thành rồi, trước kia ngươi cũng sẽ không ăn ủi người khác. Vốn chính là thế mà. Tư đồ đồ nhìn Phục Phong. Kỳ thật những ngươi bây giờ đã được xem là thiên kiêu thật sự. Trong số các con cháu đại tộc ở thiên giới này, ở tuổi của ngươi, hay là ở cảnh giới này, nếu nói về tâm trí và mưu kế thì ngươi có thể bỏ xa bọn họ mấy con phố đó. Vậy thì sao? Có tác dụng gì chứ? Người ta chỉ cần dốc hết sức trực tiếp có thể phá vỡ tất cả bố cục của ta. Phục phong cười khổ. Nói như vậy cũng không đúng, lần này chỉ là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa ta cũng đã nói với ngươi, đạo môn kia tốt nhất không nên dính vào. Sau lưng đạo môn cất giấu một cỗ thế lực lớn khó có thể tưởng tượng, nhất là thủy tổ của đạo môn kia, tuy nói đã phi thăng lên thiên giới, nhưng nếu ngươi thật sự bố cục thành công, không chế đạo môn ở trong tay mình, nhưng người kia có thể buông tha cho ngươi sao? Tư đồ đồ nhìn phục phong, còn thật sự quên bảo. Tốt lắm, bây giờ nói lời này cũng không có ý nghĩa. Dù sao cũng đã tan thành cho bụi rồi. Thủy tổ đạo môn cho dù hận cũng không hận tới trên đầu ta, đây cũng là một loại may mắn. Phục phong có chút sư sụp nói, ta có thể sẽ mau chóng độ kiếp rời khỏi tiên giới. Từ khi đạo môn bị giết, thái độ của gia tộc bên này đối với ta cũng đổi khác. Hừ gia tộc các người thật không có một chút tình người nào. năm đó tư đồ đồ vừa mới nói hai chữ năm đó phù phong liền hung hăng trợn mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: đừng nhắc tới sự kiện kia. nhắc tới thì làm sao? cho phép bọn họ khốn kiếp như vậy mà lại không cho phép người khác nói sao? ta không sợ bọn họ. tư đồ đồ cười lạnh, phù phong cười khổ nói: người không sợ bọn họ nhưng ta sợ. người gây ra họa rồi phủi mông chạy lấy người, ta phải làm sao? thái độ tư đồ đồ mềm lại nói. Dù sao chuyện hư hỏng của nhà các người ta cũng lời hỏi nhiều, tuy nhiên không phải cô ngươi đã bị đón đi rồi sao, nhắc tới cũng thật rất thần kỳ, năm đó người kia thân chúng thất sát độc mà chạy trốn, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới hắn không chịu sống sót mà thực lực lại đột phá lên. Thật ra phục phong ngươi hẳn phải học tập người kia một chút, người ta cũng không có một chút huyết mạch nào, không có thiên phú đặc biệt dũng mãnh gì, nhưng khắp tiền giới này có mấy người dám nói mạnh hơn người kia chứ người kia gì chứ? đó là dượng của ta. Phục Phong lướt mắt nhìn Tư Đầu đồ, đồ. Ta làm sao có thể so bì được với dượng? hắn chính là cường nhân tuyệt thế thật sự. Ai ôi, mở miệng liền kêu dượng sao thế? Cha người rước cục đồng ý chuyện này rồi sao? Tư đồ Đồ có chút hưng phấn nhìn Phục Phong. Ta vẫn vô cùng không phục đoạn tình cảm giữa cô ngươi và người kia. Đây mới thật sự là trời đất tạo nên một đôi nha. đúng vậy, bọn họ thật sự là trời đất tạo nên một đôi mà không có sức lực gì có thể tách bọn họ ra. Phục Phong hạ giọng nói. Tuy nhiên chuyện này trong nhà ta từ trước tới giờ vẫn chưa thay đổi, ta gọi hắn là dượng bởi vì ta nhận hắn rồi. Nói ta nghe một chút đi, người kia, khụ khụ, dượng người rốt cuộc làm sao có thể đưa cô ngươi rời đi, hơn nữa cô ngươi không phải chỉ còn lại có một đám tàn hồn sao, sao ta lại nghe nói gần đây có người nhìn thấy cô ngươi đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Tư đồ đồ về mà tò mò nhìn Phục Phong. Phục Phong lắc đầu hắn mang cô cô ta đi là trực tiếp xông vào phục gia, khụ khụ. Chuyện này nói tới cũng hơi mất mặt, toàn gia tộc ta không ngờ lại không ai có thể ngăn cản dượng, hơn nữa tính tình dượng ta mấy năm nay dường như bình tĩnh không ít, không có trực tiếp ra tay giết người, nếu không ai đó sợ là nhà ta đã máu chảy thành sông. Lúc nói lời này, trên mặt của Phục Phong nhìn không ra bất kỳ cảm xúc mất hướng nào, ngược lại còn giống như bộ dạng vui sướng khi người gặp họa. Tư đồ đồ cũng khá vui sướng khi có người gặp họa, nói, những tên khốn kiếp kia nên bị giáo huấn, có một ít người có giết cũng không đủ. Sau đó dượng ta lại trực tiếp xông vào đài luyện hồn, trực tiếp mang linh hồn của cô cô ta mà đi, sau đó một đao bổ vào đài luyện hồn kia, trực tiếp đánh nát thái thượng trưởng lão, người năm đó đã tự tay rút linh hồn của cô cô ta ra. Vẻ mặt phục phong vô cùng tức giận, một lát sau mới lên tiếng. Về phần hắn làm sao khôi phục cho cô cô, ta thật sự không biết, ta chỉ biết là bọn họ hiện tại luôn đi tìm tính sổ những kẻ năm đó đã đánh lén dượng ta thật là ngưỡng mộ quá tư đồ đồ nói nếu có một nam nhân tài cán làm việc này cho ta ta đây cũng có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho hắn ta có thể phục phong nhìn tư đồ đồ ai dám bắt đặt người ta cũng sẽ làm như vậy người a à, người không giống tư đồ đồ nhìn phục phong người yêu thích ta sao đương nhiên thích vậy người yêu ta sao ta xem ngươi là muội muội ta cũng xem ngươi là ca ca mà tư đồ đồ cười hiếp mắt nói được rồi hiện tại ta rốt cục đã biết hành tung của người kia ta phải nghĩ biện pháp tìm được hắn xem ra hắn chính là nam nhân trong suy nghĩ kia của ngươi rồi phục phong có chút mất mát nói ngươi được rồi nha ta tìm hắn là có việc khác sư phụ đã giao phó cho ta một việc tư đồ đồ ngẫm nghĩ một chút bỗng nhiên nhìn phục phong nói thật ra phục phong ca là lời nói trong lòng ngươi đừng mất hướng nha ta vẫn không dám nói rõ với ngươi là vì sợ ngươi không vui có chuyện gì cứ nói thẳng là được ta mà còn cần phải giấu sao phục phong làm ra vẻ tức giận nhìn tư đồ đồ vậy được rồi ta sẽ nói với ngươi sư phụ bồi dưỡng ta kỳ thật đều là bởi vì giờ thanh mặc tư đồ đồ nói xem đi bị ta nói chúng rồi phải không phục phong cười lạnh ta còn chưa nói hết mà Tư đồ đồ chừng mắt nhìn Phục Phong. Không phải như ngươi nghĩ đâu, sư phụ bồi dưỡng ta là muốn bồi dưỡng ta trở thành thủ hạ của giật thanh mặc, để cho ta sau này có thể hiệp trợ hắn làm một chuyện, nói trắng ra là. Tư đồ đồ ta, về sau chỉ có thể là một tiểu nha hoàn bên người giật thanh mặc, ngươi hiểu chưa? Phục Phong trợn lớn mắt, trên mặt mang vẻ ngươi đang đùa giỡn ta sao? Thật sự mà, tư đồ đồ mím môi, nhẹ giọng thở dài, Ta ngay từ đầu cũng cho là sư phụ muốn ta gả cho sở thanh mặc, trong lòng của ta nghĩ lão đại còn không muốn, dựa vào cái gì muốn ta gả cho một nam nhân mình không thích, hắn hùng mạnh thì sao, hắn lớn lên đẹp trai thì sao, số mệnh hắn tốt thì có sao, ta lại không thích hắn. Nói rất hay, Phục Phong nói, trên mặt đã hết tức giận, từ đồ đồ bất đắc dĩ cười. Nhưng càng về sau ta mới hiểu được sư phụ căn bản không có ý kia, trong mắt của nàng, ta căn bản không có tư cách, trở thành nữ nhân của sở thanh mặc thật là buồn cười phục phong lập tức giận dữ sư phụ ngươi sao ngay cả chuyện này cũng quản có sư phụ nào như nàng ta không có một số việc không đơn giản như ngươi nghĩ ta vẫn đi theo bên người sư phụ biết rất nhiều chuyện có chút ít việc không thể kể lại tỉ mỉ cho ngươi nhưng có thể nói thế này sư phụ ta thật ra không hề khoa trương tư đồ đồ hạ giọng nói lúc trước ta còn có chút không cam tâm nhưng gần đây đã phát sinh một chuyện cùng với một chuyện ta thấy được khiến cho ta thật sự hiểu rõ nếu quả thật có thể trở thành một tiểu nha hoàn bên cạnh hắn thật sự là một loại may mắn to lớn ngươi ngươi điên rồi sao vẻ mà phục phong hoàng sợ nhìn tư đồ đồ ngươi có phải là đầu óc bị hỏng không không phải hỏng tư đồ đồ lướt mắt nhìn phục phong hạ giọng nói ta hỏi ngươi nếu một gã đế chủ cảnh giới lão đại coi trọng ngươi muốn ngươi trở thành tùy tùng của hắn ngươi có nguyện ý không tùy tùng là cái gì nói toạc ra chính là làm nô bộc, chính là người hầu hạ. trong trường hợp trọng yếu còn phải hy sinh tính mạng vì chủ nhân. chỉ là hai chữ tùy tùng kia nghe vào giường như càng thêm có cấp bậc một xíu, nhưng tính chất tất cả mọi người đều hiểu. đế chủ, ta, ta có thể sẽ xem xét. phủ phong có chút do dự nói, hắn dù sao cũng chỉ là một tu sĩ tiên giới phi thăng kỳ, phía trên hắn còn có đại la kim tiên, thiên tiên, còn có chân tiên, mà cảnh giới trên chân tiên chính là đế chủ. Phục Phong tuy rất tự tin về bản thân mình nhưng lại chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể bước vào cảnh giới như bọng ảo kia. Nếu là trí tôn thì sao? Tư đồ đồ lại hỏi. Trí tôn, vậy thì còn xem xét cái gì? Đi theo trí tôn, ít nhất muốn đi trên con đường của đế chủ cũng không có vấn đề gì cả. Phục Phong lúc này trả lời có chút sảng khoái. Không thấy mất mặt sao? Tư đồ đồ hỏi. Mất mặt? Người đùa đấy à? Phục Phong nhìn Tư đồ đồ. Chí Tôn đấy, có thể trở thành nô bộc của Chí Tôn chính là vinh hạnh to lớn, làm sao có thể cảm thấy mất mặt, ông trời ơi, có thể đi theo bên người Chí Tôn quả thật là chuyện có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, tuy nhiên bây giờ còn có Chí Tôn sao? Chắc chắn là có, Tư Đồ Đồ thản nhiên nói. Nếu cái người mà ngươi đi theo kia, thành tựu sau này sẽ là Chí Tôn siêu việt, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Điều đó là không có khả năng, vẻ mặt phục phong dứt khoát nói tuyệt đối không thể nào, trên đời này ngay cả trí tôn còn không có, làm sao có thể xuất hiện trí tôn siêu việt chứ? Nếu quả thật là có thì sao? Tư đồ đồ nói, Phục Phong lúc này rốt cục có chút phản ứng kịp, hắn nhìn tư đồ đồ như là nhìn một kẻ ngu si. Ý tứ của ngươi không phải là, sở thanh mà kia về sau sẽ là trí tôn siêu việt chứ? Sư phụ nói là có thể, tư đồ đồ nói. Ha 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 ha. ha phục phong không kìm được ngửa mặt lên trời cười ha hả cười tới chảy nước mắt muội muội tốt của ta đế chủ có dấu vết mà lần theo chí tôn lại không có đường để đê những lời này ngươi chưa từng nghe nói sao cho dù sư phụ ngươi nói hắn về sau có thể thành trí tôn ta cũng không tin chứ đừng nói chi tới việc trở thành trí tôn siêu việt ha 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 chí tôn siêu việt đó là cái gì nghe nói thế giới của chúng ta gọi là hoàng đế thế giới thiên ngoại gọi là thánh nhân tư đồ đồ thản nhiên nhìn phục phong nói sư phụ nói sở thanh mạc ngày sau nhất định sẽ thành thánh tiếng cười của phục phong đột nhiên dừng lại hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn tư đồ đồ tươi cười cứng trên mặt ngươi nói là thật sao tư đồ đồ than nhẹ trong suy nghĩ của ta ngươi là người thân nhất của mình từ nhỏ có người ức hiếp ta ngươi chính là người đầu tiên xông lên trả thù cho nên trong lòng ta ngoại trừ phụ mẫu thì người thân nhất chính là ai ta biết trong lòng tự ái của ngươi rất lớn hơn nữa ta cũng có điều khó xử của mình Hôm nay ta nói với ngươi nhiều như vậy đã vi phạm nghiêm trọng vào mệnh lệnh của sư phụ, việc này, nàng một chữ cũng đều không cho ta lộ ra. Tại sao có thể như vậy, nàng dựa vào cái gì mà chắc chắn như thế? Thiên tài hàng năm ngã xuống đều có vô số. Phục Phong vẫn không có cách chấp nhận kiểu nói của Tư Đồ Đồ, dù sao đây thật là quá kinh người. Ta nếu nói như vậy dĩ nhiên là có căn cứ, tuy nhiên cái căn cứ kia, ta thật sự không thể nói cho ngươi. Tư Đồ Đồ nói xong, trong đầu nhớ tới hình ảnh sư phụ cho nàng thấy trước đó vài ngày. Ta vượt qua ngân hà vô tận mà đến, mục đích chính là muốn giết ngươi. Người trẻ tuổi vô cùng khí phách kia cầm một cây trường thương trong tay, có được khí thế vô địch không tưởng. Tư đồ đồ chỉ liếc mắt nhìn hình ảnh kia liền cả người run rẩy, sau đó có loại kích động gần như muốn nổ tung đầu, phảng phất có một cỗ sát khí không thể địch nổi, lộ ra từ trong tấm hình kia, chỉ có bấy nhiêu cũng có thể làm cho tư đồ đồ hồn bay phách lạc thời khắc mấu chốt vẫn là do sư phụ ra tay mới khiến cho nàng có thể xem hết đoạn hình ảnh kia từ đầu tới đuôi người trẻ tuổi trong tấm hình kia quả thật cường đại tới mức làm người ta không thể tin cường đại tới mức làm người ta giận sôi tư đồ đồ nhìn ra được người kia thật sự trẻ tuổi không phải là một lão quái sống trên mấy vạn năm biến thành bộ dạng người trẻ tuổi một người còn trẻ như vậy lại có chiến lược hùng mạnh tới mức ngay cả tư đồ đồ cũng không thể ảo tưởng tới đến cuối cùng sư phụ nói cho nàng biết người kia là một trí tôn tuổi còn trẻ cả người tư đồ đồ bị dọa sợ tới gần chết thời điểm nàng đang nhìn hình ảnh kia tuy rằng cũng đã đoán được người trẻ tuổi kia khẳng định vô cùng hùng mạnh nhưng có thể nào cũng không thể tưởng được người nọ chính là một trí tôn tuổi còn trẻ chẳng lẽ trên thế giới này còn có trí tôn sao tư đồ đồ hỏi sư phụ của nàng thiếu nữ thần bí kia sư phụ nàng cười cười nói đương nhiên là có hơn nữa cũng không ít tuy nhiên người trẻ tuổi trí tôn kia không thuộc về thế giới này tư đồ đồ thật sự bị sợ tới ngây người cũng ngây người thật lâu vừa hồi phục tinh thần lại nào mới nghĩ tới một vấn đề khác. Bởi vì đến cuối cùng người trẻ tuổi trí tôn kia vẫn sẽ ngã xuống. Người trẻ tuổi trí tôn ngã xuống thật sự không phải là sở thanh mặc, mà là vị trí tôn trẻ tuổi được. Vô số đại Phật của Phật môn thần bí và hùng mạnh kia tụng kinh độ hóa. Nhưng trong chiến đấu lúc trước, thời điểm trí tôn trẻ tuổi kia hạ thấp cảnh giới xuống bằng với cảnh giới của sở thanh mặc, cũng chỉ có thể đánh ngang nhau với sở thanh mặc. Từ đồ đồ thậm chí có loại cảm giác, nếu người trẻ tuổi trí tôn kia tiếp tục đánh tiếp như vậy, hắn có thể không phải là đối thủ của sở thanh mặc kết quả này đánh sâu vào trong nội tâm của tư đồ đồ mãnh liệt tới tột đỉnh so với việc biết nam từ trẻ tuổi thần ví kia là trí tôn sở thanh mặc không ngờ thật sự lại cường đại tới trình độ này quá khứ bởi vì cảnh giới của hắn rất thấp căn bản không có cách nào thi triển ra chiến lược quá mạnh mẽ dưới ánh mắt của nhiều người tùy tiện một tu sĩ từ đại la kim tiên cũng có thể tùy tay chấn áp được sở thanh mặc cho nên tư đồ đồ cũng không có nhận thấy được chiến lược thật sự của sở thanh mặc đối với tu sĩ cùng cảnh giới Hiện tại nàng hiểu thực lực của sở thanh mặc thậm chí có thể sánh vai với trí tôn trẻ tuổi, hơn nữa lại không hề rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến tư đồ đồ vô cùng chấn động, đồng thời trong lòng cũng làm ra một quyết định, cái này mới là mục đích này quay về tiên giới lần này, nếu không lúc này nàng hẳn là đang ở tại huyện thần giới. Vậy ý của ngươi là, phục phong nhìn tư đồ đồ. Ý của ta là, cho dù hắn chỉ có thể lên tới trí tôn, nhưng ca ca ngươi đi theo hắn hẳn là sẽ không mất mặt tư đồ đồ nhìn phục phong vẻ mặt thành thật nói phục phong cũng không biết được hình ảnh chấn động lòng người mà tư đồ đồ nhìn thấy nhưng hắn vẫn theo bản năng nguyện ý tin tưởng tư đồ đồ bởi vì hắn biết tư đồ đồ vĩnh viễn sẽ không hại hắn tuy nhiên muốn làm ra loại quyết định này đối với phục phong mà nói cũng thật là một lựa chọn vô cùng khó khăn hắn trung quy là một đại tu sĩ phi thăng kỳ cao nhất trên giới đối với tu sĩ cường đại ở thiên giới mà nói loại cảnh giới phi thăng kỳ này tự nhiên không tính là cái gì nhưng ở tiên giới phi thăng kỳ đích xác mà nói là nhóm người đứng ở đỉnh cao nhất. Mà sở thanh mặc cho tới bây giờ, cho dù hắn lấy được thanh danh thế nào trong huyện thần giới, cũng không quan tâm tới hắn từng làm ra bao nhiêu chuyện lớn, nhưng hắn trung quy chỉ là một tu sĩ luyện thần kỳ. Một tu sĩ phi thăng kỳ trở thành tùy tùng của tu sĩ luyện thần kỳ, loại chuyện này nếu chuyển đi sợ rằng không ai dám tin, thậm chí rất nhiều người sẽ cười tới dụng răng, cho rằng chuyện này chỉ có người điên mới làm. Phục phong đương nhiên không có điên, hắn vô cùng lý trí, thậm chí còn lý trí hơn người bình thường rất nhiều cho nên bày trước mặt hắn bây giờ chính là hai lựa chọn. Thứ nhất, cự tuyệt đề nghị của tư đồ đồ, sau đó làm như chuyện này chưa từng phát sinh. Nói như vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ kẻ nào sẽ cười nhạo hắn, chỉ cần qua một thời gian ngắn, tìm cơ hội thích hợp, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó vì thăng thiên giới là có thể không hề để tâm tới tất cả hỗn loạn này. Mặc cho các ngươi nghiêng trời lệch đất thì có quan hệ gì tới ta? Đây là không đếm xỉa tới, cũng là dưới tình huống bình thường là lựa chọn phục phong phải làm nhất. Thứ hai, đáp ứng tư đồ đồ trở thành tùy tùng của một tu sĩ luyện thần kỳ sau đó một khi chuyện này truyền đi hắn phải chống đỡ với vô số tiếng cười nhạo châm chọc và không hiểu chấp nhận vô số ánh mắt khác thường khả năng hiện tượng này trong thời gian rất lâu cũng sẽ không giảm bớt cho dù là phi thăng thiên giới cũng sẽ không có thay đổi bởi vì hắn khẳng định sẽ phi thăng thiên giới trước giờ thanh mặc cái này cũng chưa tính là gì nếu hắn ở cùng một chỗ với giờ thanh mặc như vậy ân oán đạo môn ở tiên giới bị sụp đổ khẳng định cũng tính trên người của hắn một phần thủy tổ đạo môn ở thiên giới nhất định sẽ hận chết tên phản đồ như hắn. Sau đó chính là sở thanh mặc ở trong thiên giới đã công khai kẻ thù. Nghĩ tới những thế lực này, Phục Phong còn có loại cảm giác đau răng, bởi vì tùy tiện một thế lực nào cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn thành cặn bã. Nếu phân tích như vậy, dường như hắn không có bất kỳ lý do gì để lựa chọn con đường thứ hai, nhưng cố tính, Phục Phong không biết vì sao từ sâu trong nội tâm của hắn, mơ hồ lại, cảm thấy đánh giá của tư đồ đồ đối với sở thanh mặc hoàn toàn có khả năng biến thành sự thật. Nếu tương lai có một ngày sở thanh mặc thật sự trở thành cường nhân trí tôn như vậy bất cứ người nào ở bên cạnh hắn không cần phải nói khẳng định đều đã danh chấn thiên hạ cái này đối với phục phong ham thích danh lợi mà nói quả thật là một hấp dẫn chính mạng hắn thật sự rất động tâm phục phong ta chưa bao giờ cảm thấy người ham thích danh lợi là sai người sống trên đời trừ phi là loại ẩn sĩ không xuất hiện trên đời nếu không ai lại có thể tránh được hai chữ danh lợi trong thế tục có một câu ta cảm thấy rất có đạo lý tư đồ đồ nhìn phục phong học được võ nghệ tốt bán cho đế vương phục phong hạ giọng nói còn có một câu gọi là đất lành chim đậu đúng vậy tư đồ đồ nhìn phục phong cho nên cho nên người xác định nếu ta gật đầu thì người ta nhất định có thể muốn ta sao thật ra sau khi quyết định xong phục phong ngược lại có chút lo được lo mất trên mặt của tư đồ đồ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho dù thế nào người kia theo ta thấy, xem như là có chút tình nghĩa, ta tin hắn sẽ đáp ứng. Nếu không, hắn liều mạng thành lập phiêu diêu cung ở linh giới là vì cái gì? Nhưng sao ta lại nghe nói, sau khi hắn thành lập phiêu diêu cung liền hoàn toàn không quan tâm nữa? Tuy rằng Phục Phong không có cách tiến vào huyện thần giới, nhưng không có nghĩa là hắn không biết những tin tức lưu truyền trên bản tin kia. Bởi vì Phục gia có không ít con cháu có thể tiến vào huyết mạch của huyện thần giới, trong số này tự nhiên có người có giao hảo với hắn. Tư đồ đồ nói, không phải hắn không quan tâm, mà hắn không bởi vì mình mà làm liên lụy tới đám bằng hữu kia. Phục Phong hít sâu một hơi. Như vậy xem ra người kia cũng không tồi. Người mà Phục Phong nói lúc này đang ở cách bọn họ xa nhìn vạn dặm. Sở Thanh Mặc đang suy diễn vị trí của Kỳ Tiểu Vũ. Theo cảnh giới tăng lên, thần thông phong thủy của Sở Thanh Mặc cũng vô cùng hùng mạnh, mỗi lần thi triển ra, tuy rằng tiêu hao so với quá khứ rất nhiều nhưng hiệu quả cũng tốt tới kinh người. Sở Thanh Mặc đoạn đường này cũng không phải đi loạn, hắn luôn luôn tìm kiếm vị trí chuẩn xác của kỳ tiêu vũ nếu so sánh lại khó khăn khi đi tìm kiếm kỳ tiêu vũ lại nhỏ hơn so với tìm kiếm ma quân nhưng không biết vì sao kỳ tiêu vũ dường như luôn luôn di động nếu không phải trên quẻ tượng biểu hiện kỳ tiêu vũ vẫn rất an toàn sở thanh mặc thậm chí nghĩ tới nàng đã bị người khác đuổi giết mãi tới mấy ngày gần đây sở thanh mặc rốt cuộc hiểu rõ không phải người ta đang đuổi giết kỳ tiêu vũ mà là vô tình đuổi giết người khác mà thôi sở thanh mặc liên tục phù hụt mấy nơi đều xuất hiện dấu vết đánh nhau từ trong miệng những người còn sống sở thanh mặc rút cục hiểu được kỳ tiêu vũ đang làm gì đó nàng không ngờ đang giúp mình đuổi giết kẻ thù từ linh giới phi thăng tới trong tiên giới người kỳ tiêu vũ không ngừng ám sát gần đây dĩ nhiên cũng là đệ tử của độc cô sơn tiên giới muốn bày cục đánh giới sở thanh mặc khi hắn vừa mới phi thăng tiên giới lá gan của nhà đầu kia cũng quá lớn sau khi sở thanh mặc biết được chân tướng liền cảm thấy có chút líu lưỡi độc cô sơn tiên giới tuy rằng chưa được xem là thế lực lớn nhưng cũng không phải cá nhỏ mà người khác chặt chém hơn nữa đối với kỳ tiêu vũ đơn thương độc mã mà nói chẳng những không phải quả hồng nhũn mà còn được xem là một quái vật lớn thật sự tính toán thời gian kỳ tiêu vũ phi thăng tới tiên giới cho dù nàng liều mạng tu luyện thế nào thì cảnh giới cũng sẽ không quá đại thừa kỳ mà độc cô sơn tiên giới cũng có khá nhiều đám tu sĩ ở đại thừa kỳ hơn nữa còn có một ít tu sĩ phi thăng kỳ dưới tình huống như vậy mà kỳ tiêu vũ cũng dám xuống tay với độc cô sơn điều này vừa làm sở thanh mặc ấm áp trong lòng lại cũng khiến hắn đổ mồ hôi vì nàng trong khoảng thời gian độc cô vũ vô cùng sốt ruột từ lúc hắn phi thăng từ linh giới lên tiên giới qua nhiều năm như vậy nhưng chưa từng xui xảo giống như gần đây đầu tiên là bố cục mai phục muốn đánh chết sở thanh mặc thất bại khiến hắn gặp phải không ít cười chê rất nhiều tu sĩ lúc trước cùng hắn hiệp đồng tác chiến đều chỉ trích hắn vì tham lam mới thả sở thanh mặc chạy cái này thật sự là độc cô vũ có khổ mà không nói nên lời thậm chí lời giải thích của hắn còn bị đối phương hoàn toàn không quan tâm. Không thể bắt được Sở Thanh Mặc, khiến hắn bỏ trốn mất dạng, mang theo tâm tình buồn bực trở lại Độc Cô Sơn, muốn tập hợp lại để tìm cơ hội. Nhưng vào lúc này, đệ tử của Độc Cô Sơn lại bắt đầu liên tiếp gặp chuyện không may. Ngay từ đầu Độc Cô Vũ cũng không quan tâm lắm, tuy rằng Độc Cô Sơn ở tiên giới không tính là đại môn phái, nhưng số lượng đệ tử cũng có rất nhiều, chết vài người căn bản không thể khiến vị trưởng môn như hắn chú ý. Nhưng dần dần, theo thời gian trôi qua, đệ tử độc cô sơn chết đi càng ngày càng nhiều mãi tới thời gian trước một gã trưởng lão ngoại môn đại thừa kỳ đỉnh cao của độc cô sơn ngã xuống mới hoàn toàn khiến độc cô vũ chú ý tên trưởng lão ngoại môn kia tuy rằng cảnh giới là đại thừa kỳ đỉnh cao nhưng hắn vẫn là người trong số ít tu sĩ có chiến lược mạnh mẽ nhất độc cô sơn tính cách người kia nóng nảy táo bạo trên cơ bản vừa ra tay gặp phải loại sinh tử này một thân chiến lược mạnh mẽ kia cũng sẽ cứng rắn chống cự được một người hùng mạnh như vậy cho dù tu sĩ phi thăng kỳ cao hơn hắn một bậc cũng không nguyện ý đi trâu chọc nhưng một cường nhân như vậy lại chết vô thanh vô túc đèn hồn của hắn trực tiếp bị diệt khiến đệ tử trông coi đèn hồn gần như sợ tới mức hồn bay phách lạc Sau vị trưởng lão ngoại môn này lại có mấy tu sĩ đại thừa kỳ liên tiếp chết đi độc cô vũ hốt cục ý thức được là đang có người ra tay với bọn họ lập tức giận tím mặt phái người cha ra chuyện này muốn biết là kẻ nào làm có thể sống yên ở tiên giới đầu cô vũ tự nhiên là có chút tài năng Môn phái độc cô Sơn tuy không lớn nhưng nội tình cũng không ít. Cái này vừa tra ra dọa bọn họ kêu to một tiếng, gần như khiến tất cả mọi người đều không thể tin kia là sự thật. Bởi vì kẻ tạo ra thương vong lớn cho độc cô Sơn, không ngờ là cùng một người, hơn nữa, còn là một nữ nhân. Điều này sao có thể? Độc cô Vũ tức giận chừng lớn mắt, lớn tiếng rít gào, sau khi tỉnh táo lại cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Vì thế sau đó liền phái ra số lượng lớn cường nhân của độc cô Sơn đi bắt nữ nhân to gan lớn mật kia, lão phu muốn xem thử là ai, lại dám làm như thế. Trong con người của độc cô Sơn lóe ra hào quang sắc bén như đao, thế nhất định phải bắt lấy đối phương. Mấy ngày nay rốt cuộc truyền tới tin tức tốt, nữ nhân kia bị thương. Lão tổ yên tâm, không đến vài ngày nữ nhân kia sẽ bị chúng ta tìm ra. Một trưởng lão đại thừa kỳ dùng thạch truyền âm truyền tin tức tới tới cho độc cô Vũ. Độc cô Vũ chấn thủ ở trong hang ổ độc cô Sơn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, cắn răng nói. Dám đối địch với độc cô Sơn, ta nhất định khiến ngươi phải hối hận khi sinh ra trên thế giới này. Thật sao? Sau lưng của hắn đột nhiên truyền tới thanh âm lạnh như băng của một cô gái. Độc cô Vũ lập tức không hề do dự, đầu không quay lại liền đánh ra vài đạo công kích linh hoạt, sắc bén về phía sau. Nơi này là địa phương bí ẩn nhất độc cô Sơn. Cũng là chỗ an toàn nhất của độc cô Sơn. Người phụ nữ này rốt cục là đi vào bằng cách nào, độc cô Vũ đã không có tâm tư đi truy cứu. Sau khi hắn bị kinh sợ toát mồ hôi lạnh liền đưa ra phản ứng hắn cho dáng chính xác nhất nhưng cũng chỉ là phản ứng hắn cho là chính xác nhất mà thôi. Bởi vì ngay lúc độc cô vũ phát động công kích về phía sau, một cỗ cảm giác lạnh lẽo truyền tới trên cổ độc cô vũ. Sau đó đầu của độc cô vũ trực tiếp bị chém rơi trên mặt đất. Độc cô vũ bị chặt đứt đầu cũng chưa chết đi, hắn rốt cục là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng thấy rõ ràng diện mạo của nữ nhân kia. Quần áo màu đen, dáng người xinh đẹp, che mặt không thể rõ bộ dạng, nhưng da thịt lộ ra lại trắng giống như tuyết. Nguyên thần thứ hai của độc cô vũ muốn trực tiếp chạy trốn, nhưng cô gái áo đen kia lại một kiếm đam chúng, tinh khí mênh mông, từ trong thanh kiếm của cô gái áo đen liên tục không ngừng dắt vào thân thể nữ tử. Thân thể nữ tử khẽ run, dường như rất thống khổ, nhưng lại cắn chặt răng không dân một tiếng. Không tới thời gian một nén nhanh, không ngờ lại cứng rắn, rút ra không còn một mảnh tất cả linh khí ẩn chứa trong nguyên thần thứ hai của một vị tu sĩ phi thăng kỳ như độc cô vũ. Đầu của độc cô vũ cứng ngửa mặt nhìn những gì cô gái áo đen đã làm, quả thật một câu cũng nói không nên lời. Mãi tới cuối cùng, khi nguyên thần thứ hai của hắn hoàn toàn ngã xuống đầu của độc cô vũ nháy mắt già nua đi rất nhiều hóa thành một lão già có đền hết nhăn già nua tới mức tận cùng nhìn cô gái áo đen ngươi rốt cục là ai ta có thù hận gì với ngươi cô gái áo đen khinh miệt nhìn hắn một cái thù hận sao ngươi còn không xứng nói xong thân hình chợt lóe hóa thành một đạo khói đen biến mất khỏi nơi an toàn và bí ẩn nhất của độc cô sơn tiên giới một lát sau trong đầu cô sơn truyền tới một tiếng rú thảm vô cùng thê lương. Đèn hồn của lão tổ đã tắt, lão tổ ngã xuống, lão tổ ngã xuống, trời ơi, độc cô sơn của chúng ta tiêu rồi. tốc độ chạy trốn của cô gái áo đen rất nhanh, nàng không dám dừng lại lâu ở chỗ này. nếu như có thể nàng sẽ giết hết tất cả người nơi này, như vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không uy hiếp được sở thanh mặc, nhưng nàng lại không có loại năng lực này, có thể đánh chết độc cô vũ chính là nhớ. hai thánh khí hắc ám trên người nàng thanh kiếm này và vòng tay nàng đeo ở cổ tay. Vừa rồi nhìn như nàng hấp thu toàn bộ tinh khí của tu sĩ phi thăng kỳ trên người độc cô vũ, nhưng trên thực tế có 9 phần trong đó đều được rót vào hai kiện thánh khí hắc ám này. Giết người càng nhiều, hấp thu tinh khí càng nhiều, thánh khí hắc ám liền càng hùng mạnh. Đồng thời chủ nhân của thánh khí hắc ám cũng sẽ càng hùng mạnh. Đây là một vòng tuần hoàn điên cuông, gần như không ai có thể chống cự loại loại phương thức giúp trở nên mạnh mẽ này. Bởi vì thủ đoạn này không giống đạo môn, cưỡng ép đem tinh khí rót vào thân thể, mà là thông qua thánh khí hắc ám hấp thu tinh khí, sẽ không có gì khác so với tu luyện bình thường. Điểm khác duy nhất có lẽ chính là loại thủ đoạn này, thuộc loại đoạt lấy. Đoạt lấy đồ vật thuộc về người khác để mình dùng. Kỳ tiêu vũ lúc ban đầu cưỡng ép khống chế, cộng thêm thất khiếu tâm thiên địa cũng không bị thánh khí hắc ám ảnh hưởng quá sâu. Nhưng trong khoảng thời gian gần nàng, theo việc nàng không ngừng dọn sạch kẻ thù ở tiên giới cho sở thanh mặc, người bị đánh chết cũng càng ngày càng nhiều khiến thánh khí hắc ám cũng càng ngày càng mạnh, ảnh hưởng đối với nàng, cũng không ngừng tăng lên. Kỳ tiêu vũ rõ ràng cảm giác được, cho dù nàng có được thất khiếu tâm thiên địa, nhưng hiện tại sợ là tính cách, cũng có biến hóa cực lớn long trời lờ đất so với trước đây. Ngoại trừ tình cảm đối với sở thanh mặc không hề thay đổi, nàng cũng dần dần không có bất cứ hứng thú hay kiên nhẫn đối với toàn bộ thế giới này. Nàng bây giờ có thể làm được, ngoại trừ không nảy sinh sát tâm với sở thanh mặc, cũng chỉ còn lại, người khác không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Một khi có người chủ động tới trêu chọc nàng, Công chúa tinh linh từng thiện lương đơn thuần hiện giờ sẽ không chút lựa chọn một kiếm đâm thủng trái tim đối phương, sau đó đòi hết toàn bộ năng lượng trong thân thể đối phương. Hiện giờ thánh khí hắc ám trong vòng một ngày có thể chống đỡ nàng chém giết một gã đối thủ vượt cấp. Đúng vậy, Kỳ Tiêu Vũ hiện tại đã tiến vào đại thừa kỳ rồi, tốc độ nâng cao tu vi của nàng thậm chí còn nhanh hơn sở thanh mặc. Sau khi giết độc cô vũ, Kỳ Tiêu Vũ cũng chỉ có thể chạy trốn, bởi vì ngày tiếp theo nàng nhất định phải ẩn nút thật kỹ, không cho bất cứ địch nhân nào tìm được nàng nếu không nàng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Vu, vu, vu. Từ bên độc cô sơn tiên giới bắt đầu bay ra từng đạo bóng dáng, tất cả đều bay về bốn phương tám hướng với tốc độ cao. Tất cả đây đều là cao thủ cao nhất độc cô sơn tiên giới. Lão tổ tông bị giết, cái này đối với họ quả thật là đả kích chí mạng. Rất nhiều người đều là tu sĩ phi thăng từ độc cô sơn linh giới, đều có cảm tình đặc biệt với độc cô vũ. Hiện giờ một đám đều phát điên, thể nhất định phải bầm thay vạn đoạn hung thủ kia. Lúc này nếu ai muốn nói một chút đạo lý, tỷ như cô gái áo đen kia làm sao tiến vào căn phòng bí mật của lão tổ tông, trực tiếp sát hại lão tổ tông, liền sẽ bị mọi người vây công. Bất kể nàng đi vào như thế nào, bất kể nàng dùng thủ đoạn gì, bất kể nàng mạnh cỡ nào, dù sao hiện tại nhất định phải giết nàng, báo thủ cho lão tổ tông. Kỳ Tiêu Vũ cảm giác mình gây họa hơi lớn, bởi vì chỉ trong chốc lát cũng đã có bảy tám đạo khí tức xa xa khóa chặt nàng lại, tuy rằng cách trăm vạn dặm nhìn rất ý này lại chỉ thẳng vào nàng nhưng nàng lại không hối hận một chút nào. Ai bảo các ngươi muốn giết sở thanh mặc, ta bây giờ còn chưa đủ lớn mạnh, chờ ta tới phi thăng kỳ, nhất định sẽ giết hết, tất cả các ngươi. Lúc này tổn thương lưu lại trong thân thể lúc trước bắt đầu khẽ phát tác, kỳ tiêu vũ không kìm nổi liền chai mày, tốc độ dưới chân lại không hề chậm đi, từ trong vòng tay cũng bắt đầu chảy ra một luồng sức mạnh mãnh liệt giáp vào thân thể của nàng. Thánh khí hắc ám, ảnh hưởng tâm linh, nghe qua vô cùng đáng sợ, nhưng kỳ thật nó vẫn chỉ là một kiện khí cụ mà thôi có linh tính nhưng lại trung thành, cũng không cắn nuốt sạch thần hồn của chủ nhân. Tựa như sở thanh mặc đã từng nói với nàng, chủ yếu nhất chính là trái tim của mình. Ca bảo vệ cho lòng của mình thật ra rất khó khăn. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân dưới khăn che mặt của kỳ tiêu vũ, lộ ra một chút cười khổ. Phóc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, tổn thương trong cơ thể bắt đầu phát tác. Nàng hít một hơi thật sâu, tăng cao tốc độ bay về phía một đám núi mênh mông. Núi tiên giới vĩnh viễn đều như thế, tùy tiện một ngọn núi đều có tiên khí vờn quanh thân hình của kỳ tiêu vũ vào trong dãy núi không lâu phía sau liền xuất hiện mười mấy người một người trong đó nhìn qua cũng chỉ hơn 40 tuổi nhưng kỳ thật đã là lão quái sống hơn một ngàn năm hắn gọi là độc cô ý là cháu cố của độc cô vũ một thân tu vi từ lâu đã tiến vào tới phi thăng kỳ nếu không phải lo lắng độ kiếp sẽ thất bại hắn từ lúc hơn 100 năm trước cũng đã có được thực lực độ kiếp tình cảm của độc cô ý cùng lão tổ tông vô cùng tốt năm đó thời điểm ở linh giới được lão tổ tông quan tâm rất nhiều sau khi phi thăng tên giới lại là lão tổ tông độc cô vũ dùng số lượng lớn tài nguyên đắp vào trên người của hắn mới tạo ra được độc cô ý ngày hôm nay trong nháy mắt biết lão tổ tông ngã xuống cả người độc cô ý đều muốn chết cừu hận trong lòng đã đạt tới tột đỉnh hắn thể nhất định phải tìm được hung thủ đem nàng bầm thây vạn đoạn cho nên hắn không tiếc hy sinh tuổi thọ của mình dùng máu huyết trong cơ thể làm dẫn hiến tế trời đất dùng một loại bí pháp từ xưa tập trung vào tung tích của kỳ tiêu vũ sau đó lại đưa tới số lượng lớn tu sĩ độc cô sơn đuổi tới trước mảnh núi này mọi người dừng bước nhìn về phía độc cô ý đứng ở nơi đó mảnh núi này đã ra ngoài thế lực của độc cô sơn chịu sự quản lý của một trong những thế lực đỉnh cấp của tên giới phục gia hơn nữa mảnh núi này rất có ý nghĩa đối với phục gia đây là nơi đệ tử trẻ tuổi của phục gia thí luyện nơi này tồn tại số lượng lớn sinh linh hùng mạnh không phải người trong đó có một ít thậm chí đã đạt tới thực lực phi thăng kỳ đỉnh cao nghe nói giữa phục gia và sinh linh hùng mạnh không phải người có hiệp nghị bí mật những kẻ cường đại sẽ không ra tay với con cháu trẻ tuổi phục gia và phục gia cũng quyết không cho phép tu sĩ đại thừa kỳ tiến vào nơi này nói trắng ra là nơi này chính là nơi một người tuổi còn trẻ ma luyện đối với con cháu trẻ tuổi phục gia mà nói là như thế mà với một số sinh linh hùng mạnh không phải người trong dãy núi này cũng là như thế ai có thể sống sót trong chiến đấu không ngừng người đó liền trở nên hùng mạnh hơn cái này cũng là cách làm mà tất cả các đại gia tộc đều làm nếu chết ở bên trong nơi này, như vậy chỉ có thể coi là mình xui xẻo. Cho nên mảnh núi này cũng không cho bất kỳ thế lực ngoại lai nào xâm nhập vào. Yêu nữ kia, hiển nhiên trước đó đã biết chuyện này, cho nên, nàng không kiêng nề gì mà vọt vào. Nếu chúng ta cũng đi vào, một khi bị phục ra phát hiện ra chỉ sợ sẽ bị coi là khiêu chiến. Một gã trưởng lão của độc cô Sơn trầm giọng nói. Trong con người của độc cô ý lóe ra hào quang lạnh như băng, nhìn chăm chú vào dãy núi trước mặt, trong lòng khẽ cân nhắc. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Nơi này tuy là nơi thí luyện của Phục Gia, nhưng lại cách Phục Gia hơn nghìn vạn dặm. Hơn nữa Phục Gia cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có số lượng lớn con cháu thí luyện ở trong này. Nhiều năm qua chúng ta đã thăm dò được quy luật, khoảng 16 năm sẽ có một lần số lượng lớn con cháu Phục Gia tới nơi này thí luyện. Còn bình thường, người thí luyện ở nơi này cũng không nhiều. Ý trưởng lão, tuy là thế, nhưng nơi này cũng đại năng của Phục Gia, cai quản. Trưởng lão vừa mới nói chuyện lại nói báo thù cho lão tổ tông là chuyện chúng ta phải làm, nhưng chúng ta cũng không thể không xem xét tới những nhân tố khác, một khi chuyện này khiến Phục Gia hiểu lầm. Trưởng lão nói chuyện này cũng đi ra từ độc cô Sơn Linh Giới, cảm tình đối với lão tổ tông độc cô Vũ cũng không kém so với độc cô Ý, cho nên hắn cũng không phải là không muốn báo thù cho độc cô Vũ, chỉ là đang lo lắng về sau này. Lúc này một trưởng lão độc cô Sơn khác nói. Theo ta thấy yêu nữ kia căn bản trốn không xa, chúng ta tranh thủ đi vào bắt yêu nữ đó lại hẳn là sẽ không khiến phục gia bất mãn với ta đúng vậy tuy rằng phục gia là đại tộc tiên giới nhưng cho tới giờ bọn họ vẫn rất khiêm tốn chưa nói tới vấn đề khiêm tốn ta thật ra cảm thấy lá gan của phục gia kỳ thật cũng không lớn các ngươi có nhớ chuyện năm đó không chuyện tiểu công chúa phục gia lấy trộm thất vòng tiên đan đan tông không nên nhắc tới chuyện này đừng nói chuyện này được cô ý và trưởng lão vừa nói chuyện cùng kêu lên bảo ngưng Độc cô ý lạnh lùng nói. Phục gia không dám trêu chọc đan tông, không có nghĩa là bọn họ không dám trêu chọc chúng ta. Trên mặt hai gã trưởng lão vừa mới nói chuyện đều lộ ra vẻ xấu hổ, tuy nhiên cũng hiểu được mình có chút lỡ lời, lập tức ngậm miệng không nói. Độc cô ý có chút bực bội con mày, thật lâu sau mới cắn răng nói. Làm lúc này đi, cùng lắm thì, sau này chúng ta đi tới phục gia thỉnh tội, bất kể như thế nào, yêu nữ sát hại lão tổ tông, nhất định chúng ta phải tự tay bắt được và giết nàng, không báo thù này độc cô sơn chúng ta liền hoàn toàn tiêu đời những người khác liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng cũng đều đồng ý với suy nghĩ của độc cô ý thân là nhân vật linh hồn của độc cô sơn tiên giới độc cô vũ chết đã trở thành một đả kích vô cùng trầm trọng đối với độc cô sơn nếu ngay cả thù cũng không thể báo như vậy về sau lời và thanh danh của độc cô sơn đều sẽ xuống dốc không phanh những việc mấy năm gần đây khổ tâm làm đều sẽ bị cuốn trôi liều mạng nghe ý trưởng lão đi theo ý trưởng lão. Trong con người mười mấy cường nhân cao nhất độc cô Sơn đều lộ ra hào quang kiên định. Độc cô ý gật gật đầu. Thật không uổng công lão tổ tông thương các người, hắn trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Trong lòng mấy người ở đây đều có chút buồn bã, kỳ thật mọi người đều hiểu được lão tổ tông đã hồn phi phách tán. Làm sao còn có cái gì mà trên trời có linh thiêng chứ? Nhưng càng hiểu rõ thì lửa giận trong lòng họ càng mạnh. Yêu nữ đáng giận kia, nhất định dùng thủ đoạn vô cùng tà ác làm hại lão tổ tông chờ chúng ta bắt được ngươi, nhất định phải bầm thay vạn đoạn ngươi ra. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Báo thủ cho lão tổ tông, đồ cô ý nói xong liền dẫn đầu sông về trong dãy núi. Phục Phong là một người rất dứt khoát, sau khi đưa ra quyết định sẽ không suy nghĩ lại, mà là yêu cầu tư đồ đồ nhanh chóng nói với sở thanh mặc, hắn muốn gặp sở thanh mặc, nói không chừng hắn muốn trở thành người hầu của người ta, người ta vẫn còn không tình nguyện, cho nên loại chuyện này phải nhanh một chút trong lòng mới kiên định. Tư đồ đồ trực tiếp lấy ra bản tin trên người, xoạch xoạch xoa bóp vài cái, sau đó nhẹ răng cười với Phục Phong. Đợi hắn tới. A, à, vẻ mặt Phục Phong giật mình nhìn Tư đồ đồ, trợn mắt há hốc mồm nói. Đồ đồ ngươi không cần ức hiếp ta không vào được Huyễn Thần giới, cũng không có bản tin. Nhưng ta từng nhìn thấy bản tin rồi đấy, nó có loại công năng này từ khi nào chứ? Tư đồ đồ thần bí cười. Cái này chính là bản tin thăng cấp, vô cùng hùng mạnh. Sau này sẽ nói cho ngươi." Đang nói, bên kia liền truyền tới thanh âm của một nam tử. "Ngươi là?" "Tư Đồ Đồ." Tư Đồ Đồ nói xong liền nháy mắt với Phục Phong đang đứng ngay ra như phỗng. "Tử Thỏ Thỏ, ngươi sao có thể tìm được ta? Bản tin khi nào thì có loại công năng này vậy?" Bên kia có vẻ rất kinh ngạc. "Ngươi mới là Tử Thỏ Thỏ. Cả nhà ngươi đều là Tử Thỏ Thỏ, họ sợ kia, ngươi mở miệng có thể nói năng đàng hoàng chút được không hả?" tư đồ đồ tức tới đỏ mặt dùng sức dậm chân nếu không có người khác nghe thấy cũng thôi nhưng cố tình lại có bằng hữu tốt nhất của nàng bên cạnh điều này khiến tư đồ đồ có loại cảm giác hai má đang phát sốt sắc mà phục phong đứng ở một bên có chức quái dị theo đối thoại giữa hai người có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người này không hề bình thường giống tư đồ đồ đã từng nói người có thể nghĩ tới ba chữ từ chữ tư đồ đồ kỳ thật không nhiều lắm từ nhỏ tới lớn phục phong đã từng nghe người ta kêu lên trước mặt tư đồ đồ nhưng đều không ngoại lệ là những người đó không có một ai có được kết cục tốt đều bị tư đồ đồ đánh tới kêu cha gọi mẹ một ít người tư đồ đồ không thu phục được cũng sẽ gọi phục phong tới hỗ trợ cùng nhau thu thập đối phương cho nên phục phong đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua ba chữ này hiện giờ có người lại gọi như vậy nhìn lại phản ứng của tư đồ đồ nhìn như xấu hổ trên thực tế không phải xấu hổ mà là buôn phiền hai người kia thật sự có quỷ trong lòng phục phong nghĩ lúc này trên bản tin tư đồ đồ lại truyền tới thanh âm bên kia có việc thì ngươi mau nói đi già rất bận rộn Phục Phong lại cảm thấy không biết nói gì, hắn nhìn thoáng qua tư đồ đồ, trong lòng tự nhủ xong rồi, xem ra cô gái nhỏ này có ý với người ta, mà người ta lại không hề để nàng ở trong lòng. Sẽ không có một người nam nhân nào làm ra loại thái độ thế này với một tiểu mỹ nhân đang nũng nhịu, hơn nữa Phục Phong nghe ra được đối phương căn bản không phải lạt mề buộc chặt, mà đích xác là không có chút phản ứng nào đối với tư đồ đồ. Tư đồ đồ cũng hiểu được thật mất mặt, thế nhưng vẫn kiên trì chịu đựng. Sở thanh mặc, đừng tưởng rằng bà cô hiếm lạ ngươi. Có chuyện muốn tìm ngươi, ta giúp ngươi tìm một đại cao thủ, đại tu sĩ phi thăng kỳ đỉnh cao. Ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Mặc bên kia không hề cảm kích, ngược lại giọng điệu còn tràn ngập cảnh giác. "Tư Đồ Đồ, ngươi tính kế với ta không chỉ một lần, có chuyện ngươi cứ nói thẳng đi, lần này ngươi muốn làm gì, còn có, vì sao thư của ngươi có thể tới được chỗ ta?" Sở Thanh Mặc, ta không đùa giỡn với ngươi, ta nghe theo mệnh lệnh của sư phụ tới hiệp trợ ngươi, ngươi một chút cũng không cảm kích ta hiện tại sẽ bật người trở về huyện thần giới. Tư đồ đồ có chút nóng giận, mặt nóng rán mông lạnh, còn bị bằng hữu nhìn thấy, cái loại khó chịu này, thật sự không chịu nổi. Sư phụ ngươi, ngươi nói là, vị thiên tầng kia, giọng điệu sở thanh mặc bên kia trở nên có chút nghiêm túc, tuy nhiên lại nói. Tư đồ đồ, gặp sao được không, ta hiện tại có chuyện quan trọng, ta đang đi cứu người, rất gấp, qua mấy ngày ngươi lại tới tìm ta, được không? đôi lông mày của tư đồ đồ khẽ nhứng lên hỏi cứu người người ở nơi nào sở thanh mặc bên kia thuận miệng nói một chỗ lúc này phục phong bên cạnh tư đồ đồ đột nhiên nói chỗ kia là nơi thí luyện của phục gia tại sao lại tới đó sở thanh mặc bên kia lập tức phát ra một tiếng kêu nhẹ tư đồ đồ lập tức giải thích nói đây chính là người giúp đỡ ta tìm giúp ngươi hắn là con cháu phục gia tiên giới ngươi nói chỗ kia là nơi thí luyện của phục gia nếu người ngoài tự tiện xông vào nhất định sẽ lọt vào phản kích của phục gia. Ai phản kích cũng kệ, ta nhất định phải đi vào trong đó, thanh âm kiên định của sở thanh mặc truyền tới. Phục phong nhìn thoáng qua tư đồ đồ, sau đó nói. Vậy thì chúng ta đi xem thử. Tư đồ đồ gật gật đầu, nếu gặp được vốn không thể làm như không thấy, đừng nói chỉ tới việc bây giờ bọn họ còn có điều muốn cầu sở thanh mặc. Vì thế hai người này lập tức đi về nơi phục gia thí luyện, đồng thời phục phong cũng bắt đầu truyền tin tới người thủ hộ nơi phục gia thí luyện nói nếu gặp được người ngoài cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thân là con cháu vợ cả của Phục Gia, địa vị của Phục Phong tuy rằng không đặc biệt cao nhưng lời của hắn cũng có giá. Nhưng người thủ hộ tại nơi thí luyện vô cùng nghiêm khắc thì hành mệnh lệnh của Phục Phong, ngay cả đám người đầu cô ý kia. Bọn họ cũng không hề ngăn trở. Kỳ tiêu vũ có thể cảm giác được mình càng ngày càng suy yếu, lựa chọn nơi thí luyện của Phục Gia cũng là có chút bất đắc dĩ, muốn dùng cái này kéo chân đối phương, làm bọn họ không dám dễ dàng đặt chân vào nhưng rất nhanh kỳ tiêu vũ liền phát hiện tính toán của nàng đã sai hết bởi vì đối phương không ngờ lại một lần nữa đuổi theo nàng thật đáng ghét trong lòng kỳ tiêu vũ mắng một câu lại lần nữa tăng nhanh tốc độ tuy nhiên điều khiến kỳ tiêu vũ có chức kỳ quái chính là nàng rõ ràng đã vài lần cảm ứng được nơi này có cường nhân tồn tại hẳn là người thủ hộ của phục gia nhưng những người đó lại lựa chọn làm như không thấy nàng xuất hiện không hề có bất kỳ động tác cản lại nào không ngăn cản ta ngăn lại đám người phía sau thì tốt. Trong lòng kỳ tiêu vũ nghĩ, kết quả đám người phía sau cũng không gặp được bất kỳ ngăn trở gì. Đám người đầu cô ý kia cũng đang nghi hoặc vì sao người thủ hộ phục ra đột nhiên lại trở nên trầm mặc như thế. Bọn họ vừa có chút bất an, vừa cảm thấy vui mừng. Lần này xem thử yêu nữa còn có thể chạy chỗ nào. Trên mặt đám người đầu cô ý mang theo tươi cười dữ tợn, không ngừng đuổi theo về phía kỳ tiêu vũ. Kỳ tiêu vũ cuối cùng cảm thấy thân thể suy yếu, Đúng lúc này trên bản tin trên người nàng lại đột nhiên truyền tới một trận tiếng vang tích tích, điều này khiến Kỳ Tiêu Vũ cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì bản tin của nàng vốn không có phát ra loại thanh âm thế này. Nàng theo bản năng cầm lấy bản tin mở ra, mặt trên truyền tới một thanh âm xa lạ. Ngươi là vị công chúa tinh linh tộc kia, Kỳ Tiêu Vũ. Trên bản tin chính là cái này, chỉ có điều nàng không hề có một chút xíu ấn tượng gì với thanh âm xa lạ này, lập tức thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời một câu. Ngươi là ai? Ngươi sao có thể thông qua bản tin truyền trực tiếp tới ta? Tư đồ đồ bên kia bản tin mang vẻ mà đắc ý nhìn Phục Phong lại đang ngây ra như phỗng, sau đó nói. Ta là bằng hữu của sở thanh mặc, nghe nói ngươi có nguy cơ nên đặc biệt dẫn người tới giúp ngươi đây. Phục Phong ở một bên lặng lẽ giơ ngón tay cái với tư đồ đồ, trong lòng cảm thán, nhà đầu kia hiện giờ đã trưởng thành rồi, thật lợi hại. Lại có thể đoán được sở thanh mặc muốn đi cứu ai, hơn nữa không ngờ còn có thể biết tên đối phương, L.A. có thể thông qua loại thủ đoạn này trực tiếp nói với đối phương. Đây quả thật là có chức nghịch thiên. Tuy nói giới tu hành vẫn có thạch truyền âm có thể truyền thư từ qua như thế này, nhưng thạch truyền âm lại có một vấn đề rất lớn, đó là nhất định đối phương phải bảo tồn một đạo lực tinh thần trong thạch truyền âm mới có thể. Muốn thông qua thạch truyền âm giao tiếp với một người xa lạ căn bản là không thể nào. Nhưng tư đồ đồ này tiện tay viết vài chữ trên bản tin, không ngờ có thể đưa tới một người trước nay chưa từng gặp. Chức năng này, thật sự rất nghịch thiên. Kỳ Tiêu Vũ bên kia bà tin nhíu nhíu mày, không biết tại sao nàng vừa nghe thấy thanh âm của nữ tử này đã cảm thấy có chút bực bội, chẳng qua đối phương nói mình là bằng hữu của Sở Thanh Mặc, nàng đành kiên trì chịu đựng hỏi. "Ngươi tên là gì? Bằng hữu bên cạnh Sở Thanh Mặc?" Kỳ Tiêu Vũ gần như biết hết tên. Những năm gần đây Kỳ Tiêu Vũ đều vô cùng chú ý tất cả mọi chuyện bên người Sở Thanh Mặc. Từ đồ đồ ngẩn ra, không thể ngờ được đối phương đang ở trong lúc nguy cơ lại còn có lòng đi hỏi tên nàng. Tuy nhiên trực giác của nữ nhân khiến Tư Đồ Đồ dường như cũng cảm thấy có chút gì đó, vội vàng giải thích nói: "Ta gọi là Tư Đồ Đồ, cũng có thể xem như là tùy tùng của Sở Thanh Mặc, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì với ngươi. Tư Đồ Đồ cũng không muốn lợn lành chữa thành lợn què, bởi vì chuyện này mà chọc giận Sở Thanh Mặc, nàng biết rõ nữ tử của Tinh Linh tộc gọi là Kỳ Tiêu Vũ này chính là cấm kỵ lớn nhất của Sở Thanh Mặc, không có ngoại lệ. Sư phụ đã từng nói với nàng không ít chuyện về Kỳ Tiêu Vũ, bởi vậy Tư Đồ Đồ vẫn luôn biết" nữ tử tinh linh tộc này chắc hẳn sau này sẽ trở thành vợ của sở thanh mặc chính là chủ mẫu không thể đùa dẫn bất kỳ cái gì bên kia đã trầm mặc một chút nói tiếp ta tin tưởng ngươi hô tư đồ đồ thở phào một cái lúc này nàng mới phát hiện không ngờ mình lại có loại khẩn trương trước nay chưa từng có tư đồ đồ nháy mắt ra hiệu cho phục phong phục phong gật gật đầu nói với bản tin kỳ tiểu thư ta là phục phong ngài hiện tại đang ở nơi thí luyện của phục gia như vậy ngài cứ dựa theo lời nói của ta đi tới mấy nơi, nếu có người ngăn đón ngài, ngài cứ nói. Long phục thiên niên nhưng khả sung thiên. Nói xong phục phong khai báo vài câu với bên kia, mãi tới khi kỳ tiêu vũ tỏ vẻ mình hiểu mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tư đồ đồ đóng cửa trò chuyện của hai bên, liếc mắt nhìn phục phong, cười khổ nói. Chúng ta, xem như đã được tiếp nhận. Hình như là thế, mới vừa rồi thật là khẩn trương, ta cho dù thời điểm đối mặt với gia chủ cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Phục Phong cũng cười khổ trả lời. Lông mày kẻ đen của tư đồ đồ nhướng lên, bỗng nhiên hạ giọng nói. Vị công chúa của tinh linh tổng này khí chàng quá hùng mạnh, khí chàng của nàng, cũng không phải là loại tu vi như nàng có thể phóng xuất ra. Phục Phong ngẩn ra, lập tức gật đầu. Khó trách, thời điểm ta nói chuyện với nàng cảm thấy áp lực rất lớn, ta còn tưởng rằng thân phận chủ mẫu tương lai đang tác quái, bây giờ nghĩ lại đích thật là bởi vì khí chàng của nàng quá mạnh mẽ, cách bản tin cũng có thể rõ ràng cảm giác được sợ nàng có chỗ hiểu lầm vị này cũng không đơn giản tư đồ đồ lầm bầm một câu sau đó lại mở bản tin kết nối với sở thanh mặc nói hắn biết chuyện vừa rồi quả nhiên thanh âm sở thanh mặc bên kia bản tin vui vẻ không ít thậm chí còn nói tạ ơn với tư đồ đồ và phục phong điều này làm cho phục phong và tư đồ đồ thậm chí có loại cảm giác giống như kinh hãi sau đó hai người cười khổ nhìn nhau tăng nhanh tốc độ tiến về phía bên kia bởi vì phục phong đưa ra chỗ ẩn thân cho kỳ tiêu vũ dựa vào khẩu lệnh có thể được người thủ hộ phục gia bảo vệ tuy rằng có thể cam đoan tạm thời an toàn nhưng rất khó cam đoan không có bất ngờ gì xuất hiện nói thí dụ nếu như đám người kia phát điên lên sự tình có thể sẽ phát sinh biến hóa và lại phục phong cũng không có địa vị tôn sùng đến mức nói là làm ngay cả phục gia nếu chẳng may đột nhiên có một con cháu con vợ cả khác của phục gia ở đó mà cố tình lại đối đầu với hắn thì chuyện tốt thì không linh nghiệm chuyện xấu thì ứng ngay đây chính là cuộc đời lo lắng của phục phong thực tế chỉ trước mắt thôi đã thành sự thật tuy kỳ tiêu vũ tuyệt đối không muốn nhận được sự trợ giúp của những người xa lạ bởi vì nàng cảm thấy việc này có hơi kỳ quặc đầu tiên nàng chưa từng nghe nói đến cô gái tên là tư đồ đồ kia tiếp đó thanh danh của phục gia mà nàng nghe được cũng không tốt lắm nhưng tình huống bây giờ của nàng cực kỳ không ổn nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sợ bản thân sẽ không duy trì nổi nữa bên kia không biết là tư đồ đồ quên hay cố ý mà vẫn không nói cho nàng biết sở thanh mặc đang tìm đến chỗ nàng càng khiến cho trong lòng kỳ tiêu vũ tràn ngập nghi ngờ tuy nhiên cuối cùng nàng vẫn chọn tin lời đối phương bởi vì đối phương tự lộ ra tin tức bản thân là con cháu nhà họ phục giọng nói lại cực kỳ thành khẩn điểm này cũng được coi như quang minh lỗi lạc rồi đương nhiên nếu hoàn cảnh có thể cho phép được kỳ tiêu vũ nhất định sẽ không lựa chọn tin tưởng bây giờ là do đã không còn cách nào khác khi kỳ tiêu vũ chạy tới nơi đầu tiên mà phục phong nói quả nhiên có vài hơi thở hùng mạnh ập đến đồng thời một giọng nói lạnh như băng vang lên trốn trọng yếu của phục gia người ngoài mau lui lại Tuy bên này người nhà họ Phục đã nhận được mệnh lệnh của Phục Phong, không cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không có nghĩa rằng nơi ẩn thân của người thủ hộ cũng có thể để người khác tùy tiện xông vào. Tuy chưa nói tới bên trong có bí mật gì, nhưng tối thiểu cũng can hệ đến thể diện của Phục gia. Bằng không sau này nếu kẻ đó để lộ ra bên ngoài, nơi thí luyện của Phục gia cũng thường thôi, ông đây đi vào như chỗ không người. Vậy mặt mũi nhà họ Phục biết xấu đi đâu? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Kỳ Tiêu Vũ trả lời một câu rồng nằm ngàn năm vẫn có thể sông lên trời. Hả? Một giọng nói kinh ngạc đầy nghi hoặc truyền tới, sau đó, rồi mấy bóng người bay qua, trong đó có một người được những người khác vây quanh, thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, diện mạo không tầm thường. Ngươi là người phương nào, cớ sao biết khẩu lệnh nhà họ phục? Một ông già bên cạnh người trẻ tuổi kia nhìn kỳ tiêu vũ đang bay tới với vẻ căng thẳng, nhíu mày hỏi. Còn người trẻ tuổi kia khi thấy kỳ tiêu vũ thì hai mắt sáng lên, nhưng không nói năng gì là phục phong để ta tới ta bị kẻ thù truy sát kỳ tiêu vũ nói với giọng lạnh lùng trong trèo phục phong trên mặt người trẻ tuổi kia đột nhiên lộ ra nụ cười nghiền ngẫm dường như phẳng phất chút khinh thường thản nhiên nói không ngờ vị thiên tài này nhà nhị thúc cũng động lòng phàm rồi người trẻ tuổi cố ý đọc hai chữ thiên tài tách ra giọng nói mang theo vài phần trêu chọc kỳ tiêu vũ lạnh mặt nhưng nhíu mày không nói gì ông già kia nhẹ giọng nói với người trẻ tuổi vừa rồi quả thực phục phong công tử đã truyền tin lại cho chúng ta nói có người qua đây thì chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ ha ha người trẻ tuổi cười có chút khinh thường phục phong y có tư cách nhúng tay vào việc của nơi thí luyện từ bao giờ thế hả kỳ tiêu vũ đứng đó không nhúc nhích đôi mi thanh tú lại trao thật sâu hiện giờ nàng có chút tin tư đồ đồ và phục phong kia là người của giật thanh mặc rồi nhưng thoạt nhìn địa vị của phục phong ở nhà họ phục cũng không phải là cao không ngờ gã trước mắt này có thể ngang nhiên châm chọc y trước mặt mọi người. Lúc này, đám tu sĩ của độc cô Sơn cũng đang không ngừng bay từ xa về phía nơi này, khoảng cách trăm vạn dặm với tu sĩ mà nói thì không đáng kể chút nào. Người trẻ tuổi nhìn kỳ tiêu vũ, hai đầu lông mày mang theo vài phần lỗ mãng, nhàn nhạt, nhạt nói. Người là người phụ nữ của Phục Phong, ánh mắt của kỳ tiêu vũ phát lạnh. Mời người tự trọng. Ôi! Tính khí của người cũng kém cỏi quá nhỉ. Người trẻ tuổi cười cười, nhưng giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lẽo ngươi thì là cái thá gì dám ăn nói với ta như vậy cho dù là phục phong thấy ta cũng còn phải cung kính thân là người đàn bà của y mà trước quy củ này cũng không hiểu sao phục phong không dạy ngươi à trong con ngươi của kỳ tiêu vũ ánh lên tia sáng lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi này ta không có bất cứ quan hệ nào với phục phong ngươi quản lý cho tốt cái miệng của ngươi đi ha 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 thật thú vị người trẻ tuổi không kìm nổi bắt đầu vỗ tay nói với mấy người bên cạnh. Có phải các ngươi cũng cảm thấy rất thú vị hay không? Người đàn bà của Phục Phong dám nói chuyện với ta như vậy. Ha ha, thật là có kỷ luật. Nàng bảo ta quản lý tốt cái miệng của mình. Vậy, ta muốn hỏi một câu. Nếu ta quản lý không tốt, ngươi làm gì được ta nào? Người trẻ tuổi nói xong, giọng điệu trở nên lạnh như băng. Từ nhỏ đến lớn, còn không có ai dám nói năng như vậy với Phục Ngọc ta. Ngươi, là kẻ đầu tiên. Kỳ tiêu vũ lập tức mất hết hứng thú tiếp chuyện với đám người này xoay người rời đi. Ta cho ngươi đi rồi hả? Phục Ngọc ở bên kia âm trầm nói. Ngăn nàng lại cho ta, lát nữa Phục Phong đến đây, ta muốn hỏi Hàn y một chút, đến người phụ nữ của mình còn không biết dạy dỗ, thử hỏi y có thể làm được cái gì, lại còn là thiên tài trẻ tuổi mưu lược xã tâm nhất nhà họ Phục, ta nhổ vào. Lúc này, ông già bên cạnh gã trẻ tuổi kia hạ giọng nói. Ngọc thiếu ra, chuyện này. Ha ha, ngươi không cần phải lo, chuyện này chẳng quan hệ gì đến các người sắt ta sẽ không để các người bị liên lụy đi cản nàng lại cho ta có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm phục ngọc cười lạnh nói mấy ông già bên này ngơ ngác nhìn nhau đều có chút khó xử trong dòng chính nhà họ phục tuy quả thực địa vị của phục phong không quá cao nhưng đó cũng không phải là người mà họ có thể đắc tội được tuy nhiên vị phục ngọc trước mặt này họ lại càng không dám đắc tội bọn họ đã phải mất bao công sức mới có thể giành được công việc trông coi nơi thí luyện này thu nhập ở đây không phải là nhiều bình thường đâu cho nên Mấy ông già này trần chờ, cuối cùng chọn hành động mà sau này họ phải hối hận cả đời, cùng nhau xông lên vây kỳ tiêu vũ lại. Đây chính là đám tu sĩ cao nhất phục gia. Đừng nói hiện giờ trong mình kỳ tiêu vũ đang mang thương tích, cho dù nàng ở trạng thái tốt nhất, lại có hắc ám thánh khí làm chỗ dựa, căn bản cũng không phải đối thủ của đám người này, cùng là kỳ phi thăng nhưng lực chiến cũng có khác biệt. Giống mấy tu sĩ này nhà họ phục, dù cùng cảnh giới nhưng lực chiến lại cao hơn tu sĩ của độc cô Sơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, gần như chỉ trong nháy mắt, mấy người này đã vây được kỳ tiêu vũ lại trong con ngươi của kỳ tiêu vũ lóe ra ánh sáng màu đen cách mạng che mặt nhìn mấy người này một cách lạnh lùng các ngươi muốn làm gì ông già kia trầm giọng nói cô nương thật xin lỗi chủ nhân ra lệnh chúng ta nhất định phải vâng theo kính xin cô nương an tâm chớ vội ở lại đây một lát kỳ tiêu vũ lạnh lùng nói nếu ta không đi không được thì sao ngài không đi được Tu sĩ kỳ đại thừa đỉnh cao của nhà họ Phục Khác lạnh lùng nhìn lướt qua kỳ tiêu vũ, tính khí y khá nóng này, nói chuyện cũng hùng hùng hổ hổ. Thân là người đàn bà của Phục Phong công tử mà đến quy củ cũng không hiểu, dám chống đối chính diện với Ngọc Thiếu Gia, cho dù Phục Phong công tử đến đây cũng sẽ không đứng về phía người đâu. Kỳ tiêu vũ lạnh lùng trả lời. Ta nói rồi, ta không có quan hệ gì với Phục Phong. Ngài nói cũng vô dụng thôi. Ông già lúc trước nói hết thảy đợi phục phong công từ đến đây rồi tính tiếp lúc này một đám tu sĩ của độc cô sơn cũng đã bay từ xa tới tuy nhiên sau khi nhìn thấy tu sĩ nhà họ phục đám tu sĩ độc cô sơn do độc cô ý dẫn đầu đều cảm thấy da đầu run lên may mà bọn họ thấy hình như yêu nữ mặc áo đen kia cũng bị vây bên trong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi độc cô ý đứng ra chắp tay nói tại hạ độc cô ý là trưởng lão của độc cô sơn ra mắt chư vị tiền bối phục ra bọn vãn bối không phải cố ý xông vào nơi thí luyện nhà họ phục mà thật sự là vì có nguyên nhân bất đắc dĩ mong chư vị đại nhân có thể lượng thứ nếu như không có việc của kỳ tiêu vũ thì cho dù đám tu sĩ độc cô sơn kia có cung kính đến đâu phục ngọc cũng chẳng thèm cho họ chút sắc mặt tốt thậm chí còn có thể sai người đá văng bọn họ sang ngay tại chỗ tự tiện xông vào nơi thí luyện của phục gia nào có thể đi dễ dàng như vậy nhưng việc gì cũng chỉ sợ có bàn cân so sánh so với sự lạnh lùng đông cứng của kỳ tiêu vũ hiển nhiên đám người độc cô sơn kia liền có vẻ đáng yêu hơn rất nhiều. Bởi vậy, Phục Ngọc nhìn thoáng qua độc cô ý, lười biếng nói. Hả, việc gì thế? Trong lòng độc cô ý mừng rỡ, y chỉ sợ đám người Phục gia kia không nói chẳng rằng liền ra tay với họ, như vậy nhất định họ sẽ phải quay đầu bò trốn xa xa, dù sao muốn báo thủ cho lão tổ tông thì cũng không thể gây nên xung đột với Phục gia, nếu không, trong tiên giới này, độc cô sơn vĩnh viễn chẳng còn trốn nương thân. Độc cô ý ra mắt công tử, Chuyện là như vậy, yêu nữ này dù cùng chúng ta không thù không oán, nhưng lại ra tay ám sát lão tổ tông của chúng ta. Độc cô ý trưng ra vẻ mặt bi phẫn, không phải giả vờ, mà là thực lòng thực dạ, đến đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt, cả giận nói. Thương thay cho lão tổ của chúng ta, bị yêu nữ này đánh lén hồn bay phách tán, đến tinh khí cũng bị yêu nữ này hút mất, thủ đoạn của nàng vô cùng tà ác, quả chẳng khác nào ma đạo. Có chuyện như vậy, Phục Ngọc hơi hơi kinh hãi hiển nhiên y không ngờ cô gái này có thể ám sát được lão tổ của độc cô sơn vốn y còn tưởng nàng bị kẻ khác thấy sắc đẹp này sinh lòng gian tà mà đời giết ngay xem ra sự tình còn phức tạp hơn so với suy nghĩ của y nhiều làm hàng xóm đương nhiên phục ngọc biết lão tổ của độc cô sơn là ai cũng biết tuy người đó xuất thân từ linh giới nhưng thực lực toàn thân lại không hề yếu tu vi đỉnh cao kỳ phi thăng là đại tu sĩ mà bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng lên thiên giới vậy mà giờ đã chết nếu lão phu có nửa câu dối trá đời này lão phu vĩnh viễn không thể độ kiếp thành công trong cơn bi phẫn độc cố ý trực tiếp phát ra một lời thề độc phục ngọc gật gật đầu đột nhiên y nghĩ tới một việc chính đạo môn mà trước kia phục phong mưu toan giành lấy cũng là một môn phái ngập tràn hơi thở tầm môn ngoại đạo việc như tu sĩ có thể tu luyện cấp tốc y vốn dĩ chẳng thèm bằng tới giờ xem ra ngưu tầm ngưu mã tầm mã phục phong và cô gái áo đen này thật sự đúng là cá mẻ một lứa mà cô gái này đúng là chẳng biết xấu hổ khăng khăng một mực chối cãi bản thân không có quan hệ gì với Phục Phong. Ha, ta muốn chờ xem, Phục Phong mà đến sẽ ăn nói thế nào. Phục Ngọc Lạnh lùng cười, sau đó nói. Ta tin lời ngươi, tuy nhiên, người của đầu cô Sơn các người tùy tiện xông vào nơi thí luyện của Phục gia, đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Đầu cô ý mèo già hóa cáo, vừa nghe thấy ẩn ý trong lời nói, lập tức liền chắp tay, không người thật thấp. Mong phục công tử thứ cho chúng ta vì sốt ruột báo thù, mọi việc lão phù tất thảy gánh vác sau này lão phu nhất định chuẩn bị lễ vật trịnh trọng thỉnh tội với công tử độc cô ý không nói thỉnh tội với phục gia mà là với phục ngọc đương nhiên phục ngọc rất rõ ràng y tới bên trong độc cô sơn tuy chẳng thể coi như môn phái lớn nhưng gốc gác cũng không nông lễ trọng trong miệng bọn họ cũng chẳng thể là những thứ soảng xĩnh tầm thường cứ như vậy phục gia vừa không mất thể diện có thể nói với bên ngoài rằng vì có nguyên nhân nên độc cô sơn mới làm vậy hơn nữa còn xin lỗi tử tế mà phục ngọc y cũng thu được chút lợi lộc đây đúng là cả nhà cùng vui mà nghĩ thầm trong lòng, phục ngọc kiêu ngạo gật đầu, nói. Nhìn ra được, các người xác thực là rất căm hận người phụ nữ này, theo lý thuyết, hẳn ta nên giao nàng cho các người, mặc các người xử trí. Độc cô ý nghe xong đoạn đầu cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng tiếp theo y liền cảm thấy không đúng, bình thường mà nói vậy, phía sau nhất định còn có tưởng nhưng. Quả nhiên, Phục Ngọc nhìn y nói. Nhưng cô gái này có quan hệ với một công tử trong nhà họ Phục ta, cho nên, ta cũng không thể cứ vậy mà đem nàng giao cho các ngươi được ta nghĩ đợi vị kia đến đây các ngươi có thể tự mình trò chuyện một phen với y còn nữa chuyện các ngươi tự tiện xông vào nơi thí luyện của phục gia phục ngọc ta sẽ giúp các ngươi che giấu vậy rất cảm ơn phục ngọc công tử cũng xin ngọc thiếu gia yên tâm người của độc cô sơn rất biết điều sau này nhất định sẽ dâng lên lễ hậu độc cô ý điên cuồng mắng trong lòng tên khốn kiếp này đã không giao người cho chúng ta thì thôi lại còn đòi lễ lộc nhưng y vẫn không còn cách nào khác phục ngọc đương nhiên có chú ý đến thay đổi trong lời nói của độc cô ý lễ trọng đã biến thành lễ hậu rồi nhưng y không thèm để ý vẫn đứng đó cười dài trên thực tế trong lòng của y có một mưu kế khác càng thâm sâu hơn ai nấy đều nói phục phong là người am hiểu mưu tính nhất trong nhà họ phục nhưng trên thực tế phục ngọc y cũng không chịu phục vị ca ca nhà nhị thúc này y cảm thấy nếu nói đến tính kế phục ngọc y còn tinh thông hơn nhiều hiện giờ y nói vậy cũng không phải vì nền mặt phục phong mà luôn muốn có thể làm nhục y rõ ràng thêm một lần nữa khiến tôn nghiêm của y trở thành rác rưởi khiến cho trong nhà họ phục y không thể nào ngóc đầu lên được nữa ngẫm đi ngẫm lại thân là thiếu gia nhà họ phục bên cạnh lại có người đàn bà tạ ác tu luyện tập công như vậy thế mà đi hút tinh khí của người khác chuyện như vậy nếu để truyền ra thanh danh của toàn bộ nhà họ phục sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng cho nên phục phong chẳng những không thể bảo vệ cô gái này mà còn phải trả một cái giá thật lớn vì nàng Phùng Ngọc chẳng những muốn ép đầu cô Sơn phải nhả ra thật nhiều thứ tốt, mà còn muốn hung hăng cắt một miếng thịt lớn từ trên người Phục Phong. Kỳ Tiêu Vũ vẫn đứng an tĩnh tại đó, để Hắc Ám Thánh Kiếm và Hắc Ám Thánh Trảo tùy ý không ngừng rót tinh khí mênh mông vào cơ thể, nhưng vết thương mà nàng phải chịu là đạo thương, dù có nhiều tinh khí hơn nữa, cũng không thể nào chữa trị triệt để trong khoảng thời gian ngắn như vậy được, cho nên nàng không hành động thiếu suy nghĩ, an tĩnh đứng đó, trong tay nàng vẫn còn một chiêu bài chưa sử dụng, đã giành được toàn bộ truyền thừa của hắc ám thánh khí, thì cũng không thể chỉ có một chút thủ đoạn còn co như vậy. Nhưng là có vài thủ đoạn nếu muốn thi triển ra thì phải trả cái giá rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, kỳ tiêu vũ sẽ không sử dụng. Đúng lúc này, từ phương xa truyền đến một hơi thở linh hoạt, sắc bén, có ánh đao, hống hách vô cùng, chém thẳng về phía một tu sĩ phục ra bên cạnh kỳ tiêu vũ. Kẻ địch tập kích, có người lớn tiếng hô lên. Ánh đao này thực sự quá đột ngột, cũng quá mạnh, giống như sấm rền vạn quân vậy. Không ngờ đám tu sĩ kỳ đại thừa, kỳ phi thăng này hoàn toàn không nhận thấy được sự hiện hữu của nó. Đợi cho đến khi phát hiện, thì cũng đã muộn rồi, tu sĩ phục gia này sợ tới mức thần trí cũng phải run rẩy, cảm thấy bản thân chết chắc rồi. Bởi vì sát ý trong ánh đao này, thực sự quá mãnh liệt. Vô, ánh đao trực tiếp xé rách không trung, nháy mắt dừng lại, cách đỉnh đầu vị tu sĩ phục gia này ba tấc. Tu sĩ phục gia vừa tìm được đường sống trong chỗ chết này hai chân buồn rùn, không thể đứng nổi trong không trung nữa, rơi thẳng xuống. Một tu sĩ phục gia khác vội vàng ôm lấy y, nhưng trên người cũng tuôn đầy mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt ấy, mấy người còn lại bên đó cũng có cảm giác sợ hãi lan tràn tương tự, đều tưởng tượng nếu nhát đau đó hướng về phía mình, bản thân có thể né tránh hay không. Kỳ tiêu vũ vẫn đứng nơi đó, trong đôi mắt sáng như sao trời ẩn dưới lớp khăn che mặt đột nhiên phát ra ánh hào quang vô cùng rực rỡ, rồi bỗng có bóng người cứ xông tới thần tốc như vậy một tay ôm kỳ tiêu vũ vào trong lòng, sau đó, xoay người rời đi. Đứng lại cho ta, Phùng Ngọc giận tím mặt, lớn tiếng quát. Đồng thời, người phía độc Cố Sơn bên này cũng hô lên bốn tướng đó. Mắt thấy đã bắt được kẻ thù tới tay, sao có thể để người khác tùy ý mang nàng đi được. Còn lại mấy người chấn giữ nhà họ Phục cũng đều nổi giận. Quả thực không coi họ ra gì cả, mặc dù không giết người, nhưng nhát đau dao ai kia vừa khiến họ sợ hãi tột độ, lại vừa làm họ cảm thấy nhục nhã vô cùng thân hình của sở thanh mặc không dừng lại lấy một chút chân đạp theo huyễn ảnh tật phong bộ, gần như chỉ nháy mắt đã xuất hiện tại nơi cách đó hơn ngàn dặm đồng thời giọng nói lạnh như băng của hắn truyền đến độc cô sơn phục gia món nợ này ta tạm thời ghi lại dám chặn giết người phụ nữ của sở thanh mặc ta sau này sẽ tính sổ với các ngươi sắc mặt vốn đã nhăn nhúm và xanh mét của phục ngọc khi nghe thấy hai chữ sở thanh mặc đầu tiên hơi sửng sốt sau đó dường như nhớ ra điều gì vẫn nộ quát lên Bắt con dế nhép đến từ nhân giới đó lại cho ta, phải bắt sống, hóa ra người chính là Sở Thanh Mặc, nếu đã tới thì đừng hòng chạy thoát. Giờ phút này người của phía Độc Cô Sơn cũng tỉnh táo trở lại, phút cuộc hiểu được vì sao yêu nữ kia không ngừng ra tay giết người của Độc Cô Sơn, hóa ra nàng là người phụ nữ của tên ma đầu Sở Thanh Mặc này. Bắt Sở Thanh Mặc lại, giết hắn. Độc Cô Ý giống lên giận dữ. Không được giết, phải bắt sống cho ta. Phùng Ngọc giết gào, Độc Cô Ý hơi ngẩn ra. Phục Ngọc ở phía bên kia nói. Có đàn bà kia, mặc cho các người giết, nhưng giờ thanh mặc, thì phải bắt sống. Những người ở đây không ai hiểu rõ giá trị của sở thanh mặc, hơn thiên tài có huyết mạch tiến được vào huyện thần giới như Phục Ngọc, y như thể đã nhìn thấy một núi của cải đang hiện ra trước mắt vậy. Bất kể thế nào, nhất định phải bắt sống kẻ này, không được để cho thoát. Độc cô ý do dự một chút, sau đó gật gật đầu, hạ giọng nói. Ngọc thiếu ra, vậy chúng ta cũng nên cùng sát cánh mà chiến đấu chứ trong lòng phục ngọc mắng một câu cáo già nói chuyện lúc trước bỏ qua chỉ cần bắt được tên sở thanh mặc này về sau độc cô sơn các ngươi do phục ngọc ta che chở độc cô ý chính là đang đợi những lời này đương nhiên y cũng rõ ràng giá trị của sở thanh mặc nhưng có phục gia ở đây thì đâu đến lượt độc cô sơn bọn y cho nên không bằng nhân cơ hội này bợ đỡ phục gia với độc cô sơn mà nói đây chính là một tấm dựa vô cùng vững chắc sở thanh mặc phải ô một người mà tốc độ chẳng hề bị ảnh hưởng toàn thân lưu loát như máy bay nước chảy, mỗi bước chân đi xa ngàn dặm. Trong lòng hắn thì lại không được bình tĩnh như thế, ôm Kỳ Tiêu Vũ như đang ôm báu vật quý giá nhất trên đời này. Kỳ Tiêu Vũ được ôm cũng yên lặng vô cùng, tựa vào lồng ngực sở thanh mặc như đang ngủ say. Về sau không cho ngươi đi làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, hiểu chưa? Sở thanh mặc nhẹ giọng dạy bảo. Nhưng hắc ám thánh khí cần được cung cấp số lượng lớn tinh khí để nuôi dưỡng. Một giọng nói yếu ớt từ vòng tay sở thanh mặc truyền ra, còn dám làm phản sao không phải chỉ là một món đồ thôi ư không dùng được thì phá hủy sở thanh mặc lạnh lùng nói không được giọng nói của kỳ tiêu vũ mềm mại tận xương bên trong còn mang theo đôi chút làm nũng hư sở thanh mặc hừ một tiếng không muốn thảo luận vấn đề đó ngay bây giờ việc quan trọng nhất hiện tại chính là chạy ra khỏi chỗ này nếu không có kỳ tiêu vũ hắn có lẽ còn có thể rằng co với lũ người kia một phen dù sao cũng phải kiếm chút lời mới rồi đi được nhưng giờ hắn cũng không dám sợ kỳ tiêu vũ sẽ phải chịu dù chỉ là chút xíu tổn thương. Tư đồ đồ là ai? Bỗng nhiên kỳ tiêu vũ nhẹ nhàng hỏi một câu. Là một người lúc trước quen trong huyễn thần giới, sau đó lại bị một người phụ nữ thần bí trong huyễn thần giới mang đi, người phụ nữ đó, hình như giống với giới linh của huyễn thần giới, nắm rõ rất nhiều chuyện của ta, người cũng biết rồi đấy, thân thế của ta và huyễn thần giới có mối quan hệ rất sâu, theo như tư đồ đồ nói, thì nàng được người phụ nữ kia bồi dưỡng, để sau này làm nha hoàn cho ta, Sở Thanh Mặc thao thao bất tuyệt một chàng để giải thích. Khúc khích, cô gái trong ngực hắn phát ra tiếng cười khẽ, giọng cười ấy nghe có chút quyến rũ, rất không giống với kỳ tiêu vũ trước kia. Nhưng Sở Thanh Mặc lại chẳng thấy phản cảm chút nào, chẳng qua chỉ thấy hơi hơi xấu hổ. Cười cái gì? Hắn hỏi. Cười ngươi đấy. Hai tay kỳ tiêu vũ ôm chặt lấy cổ Sở Thanh Mặc, nhẹ giọng nỉ non. Sợ ta suy nghĩ lan man ngươi liền dùng một chàng lời nói như vậy để giải thích với ta ta rất vui nhưng ngươi cũng không cần như vậy thực ra không thật ra gì cả sở thanh mặc biết rõ nàng định nói cái gì lại càng ôm nàng chặt thêm một chút ừ đều tùy ngươi cả kỳ tiêu vũ nhẹ nhàng lên tiếng rồi không nói gì nữa lúc này đám người phía sau vẫn đang điên cuồng đuổi theo đứng lại tiểu xúc sinh màu đứng lại đừng có chạy thông báo với ai chấn thủ phía trước, ngăn hai người này lại. Phục Ngọc Thi triển thân pháp, dốc hết thực lực của kỳ phi thăng, liều mạng đuổi theo, nhưng lại phát hiện ra bóng người phía trước càng lúc càng xa, lập tức giận không kiềm được, lớn tiếng hạ lệnh. Ngọc thiếu ra, người chấn giữ phía trước nói Phục Phong Công Tử. Có người bên cạnh nói với vẻ trần trừ. Kệ mẹ Phục Phong Công Tử, Phục gia này không nghe lời y nói. Phục Ngọc trực tiếp ngất lời đối phương, giận dữ hết dùng danh nghĩa con trai trưởng nhà họ phục ta hạ lệnh chính là loại lệnh cả đời chỉ được dùng một lần bằng mọi giá phải ngăn sở thanh mặc lại cho ta sau đó người bên cạnh lại nhận được tin báo về từ đá truyền âm nói đầy kinh hãi ngọc thiếu gia phục phong công tử y y cũng dùng lệnh của con trưởng nhà họ phục kiên quyết không để bất cứ người trấn thủ nào ngăn sở thanh mặc lại mẹ đó trong mắt phục ngọc đỏ ao đầu óc như giận muốn phát điên xích gào nói tên khốn kiếp phục phong người ta sẽ không để người được yên đâu liên hệ với người của ta trong gia tộc triển khai đuổi giết sở thanh mặc lập tức lập tức mau 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 tuy sở thanh mặc cách rất xa họ về phía trước nhưng cũng nghe hết đại khái những gì mà họ nói liền lẩm bẩm gã phục phong này xem ra thực sự muốn đi theo ta rồi lệnh của con trai trưởng rốt cuộc là thứ gì sở thanh mặc cũng không rõ ràng cho lắm nhưng có thể cảm giác được nó rất quan trọng nhất là cả đời chỉ được dùng lệnh này một lần. Phục Ngọc cố hết sức muốn bắt hắn, mà Phục Phong lại một lòng phải bảo vệ hắn. Phục ra. Trong con người của sở thanh mặc thoáng hiện lên vẻ hung ác, như điểm báo của một con thú bị vây sắp nổi giận. Lúc này, bảng tin ở trên người sở thanh mặc bỗng phát ra âm thanh. Sở thanh mặc nhận lấy, bên trong truyền ra giọng nói lo lắng của tư đồ đồ. Sở thanh mặc, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, đều tại chúng ta, không ngờ tên khốn kiếp phục ngọc kia lại có mặt ở đó. Ngươi yên tâm, hiện tại lập tức chạy theo hướng chính nam, chúng ta tiếp ứng ngươi tại đó. Phục Phong cũng đã bắt đầu điều động toàn bộ lực lượng thân tín của mình, ngươi cứ việc đi, những chuyện còn lại, giao cho chúng ta lo. Sở Thanh Mặc im lặng một lúc, hạ giọng nói. Tư đồ đồ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, ta chính là tiểu nha hoàn của ngươi, nếu hôm nay ngươi cùng chủ mẫu mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không cần sống tức nữa. Tư đồ đồ nói vô cùng kiên định, Ta cũng đã bắt đầu điều động người ngựa nhà Tư Mã, nhưng người mà ta có thể tin tưởng cũng không nhiều, nhớ kỹ, nếu có ai ngăn đón ngươi, cứ thẳng tay với họ, mặc kệ đó là người nhà họ Tư Mã hay họ phục, bởi vì người của chúng ta sẽ không ngăn ngươi lại. Sở Thanh mặc gật gật đầu, trầm giọng nói. "Tư Đồ Đồ, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi, cái gì mà nha hoàn với không nha hoàn, không cần phải như vậy." Sau đó, Sở Thanh mặc đóng bằng tin lại, huyết mạch màu tử kim trong thân thể bắt đầu cuồn cuộn sôi trào ầm một cái, nổ tung trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi. Đồng thời vận hành bí quyết của một hàng chữ bên trong cửu tự chân ngôn, thiên nhân hợp nhất. Tốc độ của sở thanh mặc, lại tiếp tục tăng lên gấp đôi. Nháy mắt hóa thành một tàn ảnh, hoàn toàn biến mất giữa hư không. Đám người phục ngọc và đầu cô ý phía sau chờ mắt nhìn bóng người ở phía trước kia bùng nổ tốc độ không gì sánh kịp chỉ trong nháy mắt vào cái biến mất trong hư không. Tất cả bọn họ đều khiếp sợ tới mức da đầu cũng phát run lên nhìn khoảng trống không một bóng người trước mặt, sau đó ngơ ngác nhìn nhau. Hắn không chạy được. Phục Ngọc Nghiến chặt răng, lấy từ trong người một món pháp khí, trực tiếp quang ra. Đi, pháp khí đó cũng nháy mắt biến mất, Phục Ngọc thoáng nhìn qua độc cô ý. Đi, trong lòng độc cô ý cũng rõ ràng, nếu lần này không thể hoàn toàn chấn áp được sở thanh mặc, thì tương lai, thậm chí y còn không dám tưởng tương tương lai sẽ là một viễn cảnh như thế nào có lẽ phục gia sẽ không gặp phải trở ngại gì lớn nhưng độc cô sơn tuyệt đối không thể trụ được trước sự trả thù của thiên tài như Sở thanh mặc đi độc cô ý thoáng nhìn qua mấy cao thủ của độc cô sơn bên cạnh quyết định lần này bất kể ra sao cũng phải bắt lấy sở thanh mặc phục ngọc không thể sử dụng thành công lệnh con trưởng của phục gia bởi vì phục phong đã dùng trước rồi hơn nữa còn hạ mệnh lệnh trái ngược với y điều này khiến trong lòng phục ngọc hận phục phong tới tháo xương sở thanh mặc mang theo kỳ tiêu vũ xuất dọc theo con đường này người chấn giữ của phục gia đều làm như không thấy được sở thanh mặc đây là uy lực của lệnh con trường lệnh con trưởng của nhà họ phục tổng cộng có ba chiếc chiếc thứ nhất có thể sử dụng 5 lần mỗi lần có thể lãnh lượng tài nguyên tương đương hạn mức cung cấp của gia tộc trong 10 năm lệnh thứ hai có thể dùng ba lượt mỗi lượt có thể kêu gọi 10 đến 15 tu sĩ đại thừa gia trợ giúp đây đều là phúc lợi của con trưởng các dòng trong nhà họ phục là tượng trưng cho thân phận và địa vị của họ đủ để họ có thể nhận được trợ giúp của gia tộc trong thời khắc mấu chốt nhưng lệnh quan trọng nhất chính là chiếc thứ ba. Lệnh con trưởng thứ ba chỉ được sử dụng một lần trong đời, khi vận dụng lệnh con trưởng này, uy lực của nó sẽ tương đương với lệnh của gia chủ, thậm chí ngay cả gia chủ cũng không thể gạt bỏ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng chính là không được gây tổn hại đến lợi ích của gia tộc. Yêu cầu tất cả người chấn thủ nơi thí luyện, không được ngăn cản, làm như không thấy một người không thủ oán với nhà họ phục, thì chắc chắn là chẳng gây tổn hại gì đến lợi ích của gia tộc rồi. Cho nên, những người này đều không có lý do gì mà từ chối phục tùng mệnh lệnh này cả. Chẳng qua chỉ cảm thấy phục phong hơi lãng phí, lệnh con trưởng quan trọng đến thế mà lại đi dùng một cách qua loa đại khái như vậy. Nhưng phục phong còn không chỉ làm như vậy, sau khi y vận dụng lệnh này, ngay sau đó, lại dùng lệnh thứ hai, loại mà cả đời chỉ dùng được ba lần. Phục phong, dùng một hơi hết sạch. Điều động 50 tu sĩ đại thừa trở lên trong gia tộc tới nơi này, y phải cam đoan bảo vệ sở thanh mặc. Đáng tiếc lần này y đã bị từ chối bởi vì phục ngọc ở bên kia đã thông báo tình huống cho nhà họ phục và vận dụng lệnh thứ hai triệu tập lượng lớn cao thủ lao tới đây hòng bắt sở thanh mặc phục ngọc nói rất rõ ràng người mà im muốn bắt chính là sở thanh mặc tin tức này đã gây ra một cơn chấn động lớn trong nhà họ phục hai đứa con trưởng của gia tộc làm ra hai lựa chọn hoàn toàn trái ngược nhau một muốn bắt một phải bảo vệ lúc này nội bộ phục gia đã dối như một mớ tơ vò sở thanh mặc là một sao chổi chân chính ngay cả các gia tộc lớn trên thiên giới cũng không làm gì được hắn Mặc dù trong tiên giới nhà họ phục chúng ta cũng đã coi như là một gia tộc lớn rồi, nhưng ta cảm thấy không nên tùy tiện đi trêu chọc tên sở thanh mặc kia. Người đưa ra ý kiến này là nhị gia của nhà họ phục, cũng chính là cha của phục phong. Đương nhiên y phải đứng cùng một chiến tuyến với con trai của mình rồi. Chỉ là y vừa mới nói ra khỏi miệng, bên cạnh đã có một người trung niên cười lạnh bác bỏ. Đừng nói sở thanh mặc như thể hắn mạnh ngang với các đại tộc trên thiên giới vậy. Sở dĩ mấy đại tộc trên thiên giới không làm gì được hắn, là bởi vì hắn không ở trong thiên giới mà thôi nếu sở thanh mặc ở thiên giới chỉ sợ hắn đã bị trấn áp vô số lần rồi trên người hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật lớn mà bất kể là bí mật nào cũng đủ để nhà họ phục nâng cao vô số lần cha của phục phong lắc đầu người chỉ thấy ích lợi trước mắt nhưng có thấy được nguy cơ không giới linh huyễn thần giới đứng ra bảo vệ hắn hổ tộc của thiên giới cũng bảo vệ hắn linh đan đường của thiên giới đều bảo vệ hắn các ngươi chưa quên đan tông của thiên giới chính là một chi nhánh của linh đan đường những lời này của cha Phục Phong khiến trong phòng lập tức trở nên trầm mặc. Đan Tông. Đây là một cái tên khiến Phục Gia vô cùng khó chịu, cũng là cái tên mà con cháu Phục Gia không muốn đề cập tới nhất. Năm đó, vì tiểu công chúa nhà họ Phục trộm thất truyền tiên đan của Đan Tông, mà mấy tên trưởng lão Phục Gia buộc phải tự tay giết chết con cháu của mình để xoa dịu cơn giận của Đan Tông. Trên thực tế, Đan Tông cũng không ép nhà họ Phục phải làm gì. Sau khi biết được tình huống, bọn họ chỉ yêu cầu Phục Gia trả lại một phần dược liệu để luyện chế thất truyền tiên đan là mọi việc coi như xong. Nhưng vì lợi ích, mấy trưởng lão nhà họ phục lại đi giết chết người nhà, phía bên đan tông thấy vậy, không nói thêm gì nữa, cũng chẳng nhắc lại chuyện dược liệu, quay đầu bỏ đi. Nhưng thanh danh của phục gia lại bị tổn hao nghiêm trọng, sau đó còn bị ma quân thiếu chút nữa là xới tung cả tộc lên. Nhiều năm như vậy trôi qua, dù chuyện này đã có phần phai nhạt, nhưng mấy tên trưởng lão năm ấy đưa ra quyết định kia cũng có mặt tại đây, cho nên, sau khi cha của Phục Phong nói ra hai chữ đan tông, sắc mặt của mấy gã trưởng lão đó trở nên cực kỳ khó coi. Phục cửu linh, ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Sở thanh mặc kia chẳng qua chỉ có quan hệ hợp tác với linh đan đường, giờ chủ động chiêu chọc tới phục gia chúng ta, chúng ta ra tay với hắn thì ai nói gì được. Một gã trưởng lão tham dự sự kiện năm đó dùng gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn cha của phục phong. Phục cửu linh, cha của phục phong cười khổ, ngậm miệng lại, rồi sau đó nói. Ý kiến của ta là phản đối, các ngươi có thể cưỡng chế thông qua, nhưng ta vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều tập trung đến gia chủ của Phục Gia. Đầu tiên, Phục Cửu Tiêu, gia chủ Phục Gia nhìn về một tên trưởng lão trong số đó, sau đó ho nhẹ một tiếng, hỏi. Lần này, chúng ta có bao nhiêu cơ hội bắt được sở thanh mặc? Gã trưởng lão kia nói. Bên Phục Ngọc đã dùng lệnh con trai trưởng và được hội trưởng lão phê chuẩn, đang phái 30 tu sĩ đại thừa và 20 tu sĩ phi thăng bày ra thiên la địa võng. Tin chắc lần này sở thanh mặc có chạy đằng trời, nghe nói còn có mấy người của độc cô sơn, phục cửu tiêu hỏi, trưởng lão kia gật gật đầu, đúng vậy, giữa độc cô sơn và người đàn bà của sở thanh mặc có thù sâu oán nặng, tuy nhiên, phục ngọc nói, bọn họ chỉ cần giết cô gái kia, báo thù cho lão tổ độc cô sơn. vậy thì tốt rồi, phái ra thêm hai mươi tu sĩ kỷ phi thăng nữa, bất kể thế nào cũng phải bắt lấy sở thanh mặc, phục cửu tiêu trầm ngâm nói, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng giết hắn. Thực ra Cửu Linh nói cũng có lý, thân phận và gốc gác của Sở Thanh Mặc phức tạp lại thần bí, nhưng nếu chúng ta không giết hắn thì người khác cũng không nói được gì, còn chưa lấy được đầy đủ ưu đãi từ trên thân hắn, chúng ta quyết không thả người. Gia chủ cao kiến. Gia chủ anh minh. Cả bầy người nhao nhao nói. Phục Cửu Linh ở bên cạnh khẽ than một tiếng, xoay người rời đi có chút cô đơn. Nhà họ tư trên tiên giới. Lại nói, thực ra tư gia cũng không phải gia tộc lớn chân chính, bởi vì con cháu nhà họ cũng không đông. Đến thế hệ này, toàn bộ con cháu dòng chính nhà họ tư cũng chỉ có hai mươi mấy người. Tuy nhiên, chi thứ và gia tộc phụ thuộc vào tư gia thì lại nhiều vô số kể. Điều đó cũng tạo nên một vấn đề, đó chính là nô mạnh chủ yếu. Hiện giờ có tới bảy phần tài nguyên của tư gia là bị các chi thứ và gia tộc phụ thuộc này nắm trong tay. Con cái dòng chính thực sự chỉ nắm giữ khoảng trên dưới ba phần. Tuy nhiên, cũng bởi vì nhân khẩu dòng chính thưa, vì thế nên con cháu của dòng này vô cùng đoàn kết. Hơn nữa, những thứ mà dòng chính nắm giữ trong tay là tâm pháp và công pháp tu luyện, cùng với các phương pháp luyện khí, luyện dược cao cấp của Tư gia, những thứ này mới là gốc rễ và trung tâm giá trị chân chính. Tuy rằng các chi thứ và gia tộc phụ thuộc kia vẫn rất muốn chiếm lấy những thứ này làm của riêng, nhưng mỗi đời gia chủ của nhà họ Tư đều cực kỳ thông minh, thực lực cũng không kém, chặt chẽ khống chế mấy thứ này trong tay, cho nên dù đến thế hệ này nhà họ Tư vẫn chẳng có bao nhiêu người như trước, nhưng địa vị cũng là không gì phán nổi gia chủ nhà họ tư tên là tư phượng mang y cũng chính là cha của tư đồ đồ trên tư đồ đồ có ba người anh trai ở tư gia nàng quả thực là một công chúa chân chính rất được yêu chiều đến thế hệ này tư gia cũng xem như phồn thịnh rồi ba anh trai của nàng đều phải gánh vác trọng trách sinh con đẻ cái do đó thề thiếp thành đàn điều này khiến cho ba anh trai của tư đồ đồ gần như không thể nào tham dự vào việc quản lý gia tộc được nhiệm vụ lớn nhất của họ chính là sinh thêm được càng nhiều con cháu cho tư gia hiện giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm Nay dòng chính tư gia, tính cả trẻ con đã có hơn trăm người rồi. Hôm nay hẳn là một ngày vô cùng hiếm có của tư gia, ngày mà con cái dòng chính tụ tập vô cùng đông đủ. Từ trưởng lão già tới dâu tóc bạc phơ, đến bé con ba tuổi, đều có mặt ngồi ở từ đường dòng họ của tư gia, từ phượng mang ngồi trên vị trí gia chủ, bên cạnh y bày năm chiếc ghế, mỗi ghế dựa đều có một trưởng lão của tư gia đang ngồi. Hôm nay triệu tập tất cả mọi người lại đây là vì có một việc. Từ phượng mang trầm giọng nói, một việc mà ta không biết nên phân là tốt hay xấu, nếu tốt, có khả năng sẽ giúp địa vị của tư gia từ nay bay tới tận mây xanh, Chưa nói đến thiên giới, sau này dù muốn nổi danh trên thiên giới cũng không phải không thể, chuyện nô bộc ác giọng chủ như hiện tại, thì càng không là vấn đề nữa. Mọi người không ai nói chen vào, tất cả đều lặng lặng nhìn tư phượng mang. Tư phượng mang nói tiếp. Nhưng nếu không phát triển theo hướng tốt, thì có khả năng từ nay về sau tư gia chúng ta sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục trên mặt những người không biết chuyện đều lộ ra vẻ rung động. Con lớn nhất của tư phượng mang là tư lãnh nguyệt nhíu mày nói. Phụ thân, ta không rõ, hiện tại chuyện này có quan hệ gì với nhà họ tư chúng ta hay sao? Tư phượng mang lắc đầu, nói. Trước mắt, còn chưa có quan hệ gì sâu, nhưng quan hệ lại cực sâu với muội muội của ngươi. Đồ đồ, tư lãnh nguyệt nuôi dâu cá chê, thoạt nhìn khoảng 37-38 tuổi, tướng mạo của y cũng vô cùng anh Tuấn, đứng dậy, trầm ngâm nói có liên quan đến gã sở thanh mặc kia tuy rằng rất ít tham dự vào dự vụ trong gia tộc nhưng cũng không có nghĩa họ không biết gì thực ra mấy anh trai của tư đồ đồ cũng khá là ưu tú tư phượng mang gật gật đầu đúng vậy có liên quan đến sở thanh mặc kia đồ đồ truyền tin xin giúp đỡ phái toàn bộ cao thủ trong gia tộc tham dự vào chuyện này tuy nhiên đồ đồ cũng nói chuyện này có mạo hiểm nếu sở thanh mặc sống sót thì từ nay địa vị tư gia chúng ta sẽ tăng vọt nếu sở thanh mặc thật sự bị bắt hoặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong từ đường tổ tông tư gia chìm vào một mảnh yên tĩnh, những trưởng lão kia đều nhíu mày trầm tư, một ít vãn bối trẻ tuổi thì vẻ mặt tò mò, bọn họ không có tư cách lên tiếng, cũng không hiểu việc này có quan hệ gì đến bản thân mình. Về phần đám trẻ con thì lại càng chẳng hiểu mô tê gì, nếu không phải sợ bị xử lý theo gia quy thì cũng đã sớm không ngồi nghe nổi nữa rồi. Thật lâu sau, một ông già lụ cụ bên tay trái của tư phượng mang là đại trưởng lão của tư gia, tam thúc của tư phượng mang, tu sĩ kỷ phi thăng đỉnh cao bởi vì không muốn phi thăng lên thiên giới tuổi thọ còn lại cũng không nhiều nên liền ở lại tiên giới này trở thành một trong những con bài tây của tư gia ánh mắt đại trưởng lão nãy giờ vẫn nửa khép nửa mở này đột nhiên mở ra nhìn thoáng qua mọi người sau đó nghiêng đầu nói với tư phượng mang thực ra đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi nhà đầu nói thế nào nhà đầu chính là tư đồ đồ đây là cách gọi thân mật của bề trên đối với nàng nhà đầu nói sư phụ nàng để nàng làm nha hoàn cho sở thanh mặc tư phượng mang cười khổ có chút bất đắc dĩ mà bản thân nha đầu cũng vui vẻ chấp nhận tầm mắt của đám người chúng ta đều không đủ rộng trên thực tế ở tiên giới cũng coi như nhân vật có số có má nhưng một khi tới thiên giới thì chẳng được coi là cái thá gì đại trưởng lão dùng giọng điệu thông thả thản nhiên nói nếu sở thanh mặc thật sự có thể trưởng thành đến độ cao mà sư phụ của nha đầu kia nói thì ta cảm thấy đáng để chúng ta cử toàn bộ vào hắn. Ta cũng nghĩ vậy. Nhị trưởng lão bên cạnh đại trưởng lão cũng gật gật đầu, nói. Mấy ông già chúng ta đã nằm yên nhiều năm rồi, thọ nguyên cũng chẳng còn thừa là bao, lại không muốn tự mua cái tội cái nợ hân đi độ kiếp, còn không bằng cống hiến chút đỉnh cho gia tộc, từ gia chúng ta ngày sau, nếu thực có thể đứng vững trên thiên giới, ha ha, thì chứ quên đem bài vị của mấy khúc xương già chúng ta lên theo, để chúng ta cũng được hưởng thụ chút hương khói trên thiên giới kia. Phe nói chuyện đó của đại trưởng lão và nhị trưởng lão coi như đã đưa ra quyết định rồi, chẳng những tư gia muốn tham dự vào chuyện này mà còn phải liều chết bảo vệ Sở Thanh Mặc. Hốc mắt Tư Phượng mang có chút ửng đỏ, hít sâu một hơi, đứng dậy, khom người thi lễ về phía đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Cho dù tới đâu, các ngài đều là tổ tiên của tư gia. Đi thôi, đám già chúng ta cũng nên để một số người biết, chúng ta không phải dễ trêu rồi." Đại trưởng lão nói xong liền đứng dậy, nhị trưởng lão nói: hỏi nha đầu, bảo nàng chỉ phương hướng cho chúng ta. Tư lãnh nguyệt lúc này mới yếu ớt nói. Cha, ta cũng muốn đi, ta lo lắng tiểu muội. anh hai tư lãnh tinh cũng nói. Đúng vậy, cha, chúng ta cũng muốn đi. Các ngươi ngoan ngoãn trở ở nhà cho ta, không được đi đâu hết. Tư phượng mang thoáng nhìn qua ba đứa con trai. Khi nào các ngươi con đàn cháu đống rồi hãy ra ngoài. Ba huynh đệ tư lãnh nguyệt, tư lãnh tinh và tư lãnh phong ngơ ngác nhìn nhau, đều có vẻ mà sống không bằng chết. Bọn họ cảm thấy bản thân thực bi kịch, dường như cả đời này chỉ có thể sống trên người phụ nữ rồi. Bọn họ đã từng cảm thấy cuộc sống này thật không tồi, bao nhiêu người còn muốn mà không được. Nhưng dần dần ba anh em mới phát hiện đây là chuyện đáng sợ tới mức nào. Khi cuộc sống của ngươi chẳng còn lại gì ngoài phụ nữ, cho dù ngươi không phải lo cầm ăn áo mặc, hay tiền bạc có thể tiêu xài thỏa thích, nhưng loại cảm giác trống vắng, cô đơn này lại không phải người thường có thể hiểu được. Do ra bọn họ vô cùng hâm mộ tiểu muội tư đồ đồ có thể chạy tung tăng điên cuồng khắp nơi có thể thấy non sông tiên giới quả thực quá hạnh phúc rồi sau khi tư đồ đồ nhận tin từ đá chuyển âm nghe xong vài câu rốt cục trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng nhìn thần sắc phục phong đang có chút ảm đạm nói trưởng lão của tư gia đã thông qua yêu cầu gấp rút tiếp viện cho sở thanh mặc rồi hơn nữa lần này sẽ không điều động chi thứ và gia tộc phụ thuộc lần này phải cho đám người bị tiền tài che mắt kia hiểu thế nào mới là lựa chọn chân chính? Phục Phong gật gật đầu nói. Vẫn là tư gia các người tốt, thật sự rất đoàn kết, đáng tiếc, phía Phục gia chúng ta bên này. Ai? Phục Phong nói xong, thở ra đánh thượt một tiếng. Tư đổ đổ vỗ vỗ vai Phục Phong. Thôi, Phục Phong người cũng làm đủ nhiều rồi, thật đó, sở thanh mặc cái tên này. Tuy đôi khi khá đáng ghét, nhưng trên thực tế hắn cũng là một người rất biết điều, ai đối tốt với hắn, hắn đều biết, cho nên Hiện giờ chúng ta cũng không cần làm thêm chuyện gì nữa, chỉ cần yên lặng quan sát mọi việc biến hóa là được rồi, bởi vì việc nên làm, chúng ta đã làm cả rồi. Cha ta vừa nói cho ta biết, Phục gia phái ra số lớn cao thủ, có 30 tu sĩ đại thừa và 40 tu sĩ phi thăng, Phục Phong cười khổ, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Bọn họ thật đúng là chơi ván cực lớn mà, đây gần như là đã điều động trọn vẹn lực lượng của Phục gia rồi còn gì. Từ đồ đồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Chuyện này, người có nói cho cô ngươi biết không? Nói cho cô ta biết làm gì, chuyện này thì có can hệ gì đến cô của ta? Phục Phong nhìn Tư Đồ Đồ có chức kỳ quái. Tư Đồ Đồ nói. Ngươi có thể mời dựng người hỗ trợ mà, một mình y liền dám xông vào cấm địa của Phục Gia, một đao bổ luyện thần đài, mang cô ngươi đi. Chỉ sợ khắp tiên giới, cũng không có mấy người có thực lực bằng y được, nếu y chịu ra tay, ta nghĩ, sẽ chắc chắn hơn một ít. Ánh mắt của Phục Phong lập tức sáng người, sau đó lại nói. Nhưng ta không muốn cô ta bị dính đến chuyện này nữa, cô đã phải chịu quá nhiều đáng cay rồi, hiện giờ khó khăn lắm mới đoàn tụ được với Dượng, ta không muốn quấy rầy cuộc sống bình lặng của nàng. Tư đồ đồ nghe xong, cũng thở dài một tiếng. Nói cũng đúng, cô của người ấy, mấy năm nay đúng là đã phải chịu khổ rất nhiều, quả thực chính là cửu tử nhất sinh, vậy thôi đi. Đang nói, đá truyền âm của Phục Phong bỗng xuất hiện vài tia dao động, Phục Phong lấy đá truyền âm ra bên kia chuyển tới một giọng nữ rất dịu dàng phong nhi phải không cô đây hả lúc này phục phong bỗng ngẩn ra tự nhủ trong lòng sao có thể trùng hợp đến vậy tư đồ đồ ở một bên cũng sửng sốt miệng mấp máy thầm nghĩ chuyện này sao mà trùng hợp đến thế sao vậy ngươi gặp phải nguy hiểm ưu phong nhi giọng nói bên kia lập tức trở nên lo lắng à không không nguy hiểm cô ta không sao phục phong vội vàng nói lúc này bên kia mới bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Làm sao mà ngài biết, đầu tiên Phục Phong hỏi một câu, sau đó kể tốt tuồn tuột khái quát toàn bộ mọi việc. Lúc ấy, phía bên kia đã truyền âm truyền tới một tiếng hừ lạnh như băng. Cho dù khoảng cách rất xa, lại ngăn bởi đá truyền âm, nhưng vẫn khiến Phục Phong và Tư Đồ Đồ toát một phen mồ hôi lạnh như cũ. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đều đoán được tiếng hừ đó là do ai phát ra người nói là sở thanh mặc đang bị người của phục gia đuổi giết người đồng thời đuổi giết hắn còn có cái độc cô sơn gì đó giọng nói của cô gái bên trong đá chuyển âm ngập tràn kinh ngạc độc cô sơn đuổi giết hắn thì còn có thể hiểu được còn phục gia lại là vì sao phục phong vẫn không nói gì chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như băng của một người đàn ông vang lên phía bên kia còn có thể vì cái gì được đương nhiên là vì ích lợi tiểu điệp lần này ta sẽ không nương tay nữa ai dám động đến đồ đệ của ta ta giết kẻ ấy Ai? Ở bên kia, Phục Tiểu Điệp nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó ừ một tiếng. Ta cũng không cản ngươi. Nói xong liền hỏi. Phong Nhi, nói cho chúng ta phương hướng cụ thể đi, chúng ta tới đó. Phục Phong mơ mơ màng màng nói cho cô mình phương hướng dự đoán của Sở Thanh Mặc, đóng đá truyền âm lại, mặt vẫn còn đầy vẻ ngơ ngác không hiểu. Tình hình sao rồi, Tư Đồ Đồ cũng có chút bối rối. Cái tên Sở Thanh Mặc này, đã sớm vang danh thiên hạ. Khi hắn còn ở nhân giới, cũng đã nhanh chóng phát triển trong nguyễn thần giới rồi. Tới khi lên linh giới lại khiến cả tam giới phải chú ý đến. Cho tới bây giờ, tất cả đều đã biết rõ sở thanh mặc là ai. Theo bản năng, hầu như mọi người đều đánh đồng hắn với các thiên kiêu của đại tộc trên thiên giới. Thiên tài huyết mạch màu tím, dù xuất thân nhân giới, nhưng tuyệt nhiên không mảnh mai thua kém bất cứ thiên kiêu tuyệt thế nào trên thiên giới. Tuy cảnh giới không cao, nhưng lực chế lại mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, bản thân hắn còn cất giấu vô số bí mật. Từ rất sớm trước kia, hắn đã có thể liên hệ với trung tâm chế tạo đan dược lớn nhất trên thiên giới là Linh Đan Đường, hơn nữa, còn là thượng khách của Linh Đan Đường nữa. Thậm chí còn có lời đồn, hắn và tiểu công chúa Linh Đan Đường Lưu Vân còn hơi có quan hệ. Một người trẻ tuổi cấp bậc truyền thuyết như vậy, sao có thể có quan hệ gì với dượng của Phục Phong? Hơn nữa, còn là đồ đệ, tư đồ đồ nhìn Phục Phong. Ta không nghe lầm đấy chứ, Phục Phong mặt xám ngoét nói. Hình như là không sở thanh mặc là đồ đệ của dựng ngươi tư đồ đồ cao mày vẻ mà ta không tin ngươi đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt đó ta cũng không có cách nào giải thích chuyện này dựng ta biến mất rất nhiều năm sau đó đột nhiên liền trở lại a à, phù phong nói đến đây bỗng nói năm đó dựng ta chúng thất sát độc loại độc này được xưng là không có thuốc giải nhưng y lại trở về tiên giới hoàn hảo không chút sức mẻ tu vi cũng không chịu phải bất cứ ảnh hưởng nào tư đồ đồ tiếp lời nói từ rất sớm, rất sớm trước kia, Sở Thanh Mặc đã là thượng khách của Linh Đan Đường. Nói đến đây, hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương, đồng thời còn có chút phấn chấn. Nếu Sở Thanh Mặc thật sự là đệ tử của vị ma quân kia, thì lần này mà phục gia muốn động vào hắn, thật sự là đâm vào bức tường đá rồi. Hận cũ năm xưa nhất định ma quân chưa quên, nhưng vì không muốn để cô buồn, nên im mới không đi trả thù phục gia, nhưng nay còn thêm thù mới. Vậy cả phục gia, phục phong lẩm bẩm nói đây là ý trời sao? Tư đồ đồ cũng không để ý nhiều như vậy, nói. Chúng ta mau khẩn trương được qua đó, nếu không, dù người của phục gia có nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng vô dụng, năm đó số cao thủ đuổi giết ma quân, đâu chỉ có hơn một ngàn. Phục phong gật đầu rất đồng tình. Đúng vậy, tốt nhất là có thể ngăn chuyện này lại, bằng không cân loạn này quả thực quá lớn rồi. Thật không nghĩ tới dưỡng của ngươi lại là sư phụ của giả thanh mặc. Tư đồ đồ vẫn vô cùng chấn động như cũ trên tiên giới dượng có vô số kẻ thù tốt hơn hết là đừng để chuyện này truyền đi phục phong nói một cách xa xăm tư đồ đồ gật gật đầu đúng vậy lát nữa nhất định phải nhắc nhở dự ngươi một chút một cuộc thay đổi bất ngờ nhất định có thể gây chấn động toàn bộ tiên giới cứ như vậy nổ ra mà không có bất cứ dấu hiệu nào nhưng vào lúc này những người đang bị cuốn vào cơn lốc ấy gần như đều không ý thức được điều này thậm chí ngay bản thân sở thanh mặc cũng không lường trước được điểm ấy hắn mang theo kỳ tiêu vũ nâng cao tốc độ của bản thân lên mấy lần cho dù là đại tu sĩ kỳ phi thăng cũng đừng hòng đuổi theo hắn được chạy như điên một mạch sớm đã ra khỏi nơi thí luyện của phục gia hắn vẫn hướng về phía nam đi được hơn 30 mươi triệu lý bờ cõi tiên giới là vô biên nhưng sở thanh mặc chạy như vậy chẳng khác gì đã xâm phạm vào đất của mấy thế lực rồi khi đến gần một tòa thành sở thanh mặc trực tiếp mang theo kỳ tiêu vũ hạ từ trên không trung xuống ở một nơi yên tĩnh cách ngoài thành hơn 10 dặm hai người thay quần áo vải thô phong ấn hơi thở của bản thân cứ vậy nắm tay nhau đi vào tòa thành nhỏ này như một đôi tình nhân bình thường. Tòa thành này không lớn, tối đa chỉ chừng hơn 10 vạn nhân khẩu, nhưng lại hết sức cổ kính, tường thành mang đầy vết tích của năm tháng. Trong thành rất phồn hoa, dòng người liên tục chuyển động giữa các con đường, tiếng giao hàng vang lên bên tai không dứt. Sở thanh mặc mang theo kỳ tiêu vũ tìm một khách sạn, thuê sân vườn riêng nho nhỏ, tạm thời ở lại đó. Sau khi trở về phòng, sở thanh mặc mới xem xét vết thương trên người kỳ tiêu vũ. Đây là lần đầu tiên kỳ tiêu vũ chân chính ở riêng trong một phòng với sở thanh mặc, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút thẹn thùng nhất là khi sở thanh mặc kiểm tra thương thế của nàng toàn thân trên dưới kỳ tiêu vũ đều đỏ bừng như tôm luộc vậy sở thanh mặc muốn cho nàng hai câu nhưng lại phát hiện ra vết thương của kỳ tiêu vũ rất nặng vết thương của ngươi không phải chỉ do kẻ thù gây nên giọng nói của sở thanh mặc có chút trầm thấp mặt mang vẻ đau lòng còn có rất nhiều nguyên nhân là do ngươi ta biết kỳ tiêu vũ nhẹ giọng đáp thể chất của ngươi rất hùng mạnh chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian là sẽ khỏi hẳn nhưng trong khoảng thời gian này ngươi không được vận dụng sức mạnh của hắc ám thánh khí nữa sở thanh mặc chăm chú nhìn ánh mắt của kỳ tiêu vũ thứ này thực ra có chức ma quái kỳ tiêu vũ gật gật đầu nó rất hùng mạnh tuy nhiên ta vẫn giữ vững được trái tim của mình ta tin nhưng những việc khác ngoài ta ra thì sao sở thanh mặc hỏi trong lòng ta trừ ngươi ra cũng chẳng có việc gì khác kỳ tiêu vũ thản nhiên nói sở thanh mặc nhẹ nhàng nắm tay kỳ tiêu vũ cười cười ngươi vui vẻ được rồi sau đó sở thanh mặc lấy hỗn độn hồng lô ra bắt đầu luyện chế đan dược ngay trước mặt kỳ tiêu vũ nhìn sở thanh mặc không ngừng ném dược liệu vào trong kỳ tiêu vũ từ đầu tới cuối đều rất yên lặng nàng biết những dược liệu mà sở thanh mặc dùng đều là thực phẩm chân chính nhưng nàng chẳng hề có ý muốn nói tiếng cảm ơn bởi giữa hai người không cần phải làm như vậy dưới sự luyện hóa của ta muội chân hỏa rất nhanh chóng đan dược đã được chế thành công đan dược này là loại chữa thương tốt nhất mà trước mắt ta có thể luyện ra nhưng sau khi ngươi dùng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian ngắn sở thanh mặc nói vậy ở luôn đây đi ta thấy chỗ này rất tốt kỳ tiêu vũ mềm mại cười nhẹ có thể ở bên cạnh ngươi chỗ nào cũng tốt hết ta rất hạnh phúc bỗng nhiên sở thanh mặc nói ta cũng rất hạnh phúc Kỳ tiêu vũ nói. Hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt có tên hạnh phúc thoáng lướt qua, giờ khác này, hai người đã hoàn toàn quên đám truy binh phía sau, cũng quên luôn tất thảy, liền giống như năm đó ở nhân giới, cứ hấp dẫn lẫn nhau, tự nhiên gần sát lại vô cùng đơn giản như vậy, mà hạnh phúc, chính là được ở bên nhau. Sau việc lần này, có khả năng ta phải phi thăng đến thiên giới rồi. Kỳ tiêu vũ đan mười ngón vào tay sở thanh mặc, nắm chặt lấy nhau, nhẹ giọng nói ta có thể cảm giác được có một luồng hơi thở kỳ quái ở huyện thần giới đang triệu tập ta hình như có liên quan đến hắc ám thánh khí mà ta lại không thể nào chống lại được không thể áp chế một thời gian ngắn sao ta sẽ đuổi kịp rất nhanh thôi sở thanh mặc nhìn kỳ tiêu vũ có chút đau lòng hắn không muốn để nàng phải một mình đối mặt với những chuyện không rõ ràng như vậy muốn vẫn có thể ở bên cạnh nàng không áp chế được sâu trong đôi mắt của kỳ tiêu vũ cũng hiện lên vẻ thống khổ làm sao nàng không muốn ở bên cạnh chàng trai này cho được nhưng vấn đề là năng lượng trong cơ thể bùng nổ quá sức mãnh liệt hơn nữa thân phận của nàng hiện tại cũng khiến nàng không muốn lại gần sở thanh mặc quá những năm gần đây sở thanh mặc đã đủ vất vả rồi kẻ địch của hắn rất mạnh cũng rất nhiều kỳ tiêu vũ không muốn tăng thêm những kẻ thù đáng sợ khác cho sở thanh mặc không muốn hắn vì bản thân mà trở thành cái gai trong mắt của tất cả mọi người dưới gầm trời này nhưng nàng lại không thể nói như vậy được thậm chí còn không được để lộ những cảm xúc này ra bởi vì sở thanh mặc thực sự quá thông minh cũng vô cùng nhạy cảm một khi nàng để những cảm xúc này bị lộ ra thì sở thanh mặc nhất định sẽ bất chấp mọi giá để đến bên cạnh nàng cho dù phải chống lại tất cả mọi người trong thiên hạ chắc chắn hắn sẽ không hối tiếc được một người con trai như vậy đem lòng yêu thương là chuyện hạnh phúc nhất trên đời nhưng đồng thời lại là chuyện đau khổ nhất bởi vì kỳ tiêu vũ cũng không muốn hại sở thanh mặc vậy ta liền tăng tốc nâng cao thực lực của chính mình sở thanh mặc nắm tay kỳ tiêu vũ nói một cách chân thành việc ta cần làm ở tiên giới cũng chỉ còn đôi chút. Thứ nhất là tìm thấy sư phụ, giúp y đoàn tụ với sư nương, sau đó cùng y báo thù. Thứ hai, tìm ra đại công kê, từ khi con gà đó đến tiên giới thì liền mất ta mất tích. Thứ ba, gây dựng một cơ sở tốt cho bạn bè đang còn ở linh giới của ta, giống như ở linh giới bây giờ vậy. Dù biết họ có quan hệ với ta, nhưng tuyệt đối không một ai dám dễ dàng ra tăng với họ. Thực ra người cứ sống như vậy sẽ mệt chết đi được. Kỳ tiêu vũ thở dài yếu ớt. Vì sao không thể ích kỷ đi một chút chứ? Nếu ta ích kỷ như vậy thì ngươi có còn thích ta được không? Sở thanh mặc hỏi. Có. Kỳ tiêu vũ trả lời chắc nịch. Không cần biết ngươi sẽ trở thành thế nào, thích chính là thích. Vậy không phải là ngốc sao? Sở thanh mặc không nhịn được trợn trăng mắt. Kỳ tiêu vũ lại tựa đầu vào vai sở thanh mặc, nhẹ giọng nói. Ngốc thì ngốc, trong cuộc đời này nếu đến một người có thể biến ngươi trở nên ngốc nghếch mà cũng không gặp được thì thật đúng là đi ai, Sở Thanh Mặc nao nao, không nhịn được rơi vào trầm tư. Kỳ Tiêu Vũ dựa vào người Sở Thanh Mặc nhẹ giọng nói, "Thực ra ngươi cũng khá ngốc đấy." "Hả?" "Ngươi đã nói, mặc kệ ta trở thành thế nào, ngươi cũng vẫn đều thích ta." "Đúng vậy." "Thế không phải là ngốc à?" "Không." nếu chẳng may ta không còn là ta nữa nếu nhỡ ta thay lòng đổi dạ không thích ngươi nữa thì sao ngươi còn thích ta không kỳ tiêu vũ nói xong giọng điệu bỗng trở nên thương cảm vội vàng nói tiếp ta sẽ không thay đổi vĩnh viễn không thay đổi trái tim mình ta sẽ không thay đổi đâu lúc này đột nhiên sở thanh mặc cảm thấy trạng thái của kỳ tiêu vũ có chút không đúng hắn thoáng nhìn qua đôi mắt của nàng lại bỗng dưng phát hiện trong hai tròng mắt của kỳ tiêu vũ mỗi bên đều có hai luồng màu đen đang tranh đấu hai luồng hắc ám đó càng rằng co kịch liệt trạng thái của kỳ tiêu vũ lại càng bất ổn thân thể hai người kể sát nhau thậm chí sở thanh mà còn có thể cảm giác được nơi vị trí trái tim của kỳ tiêu vũ đang có một sức mạnh hùng hồn không ngừng bộc phát như đang xua đổi cái gì lúc này trên mặt của kỳ tiêu vũ dần dần lộ ra vẻ đau khổ nàng dùng sức cắn môi dưới lẩm bẩm nói ca ca ta sắp phải đi rồi ta muốn khi ta còn biết bản thân mình là ai có thể trở thành người phụ nữ của ngươi Lúc này sở thanh mặc mới ý thức được, cho dù là kỳ tiêu vũ có trái tim thất khiếu thần bí độc nhất vô nhị trong thiên hạ, nhưng khi phải đối mặt với sự ăn mòn không ngừng của hắc ám thánh khí, kỳ tiêu vũ vẫn có cảm giác lực bất tổng tâm như cũ. Với trạng thái này của kỳ tiêu vũ, sở thanh mặc cũng không biết phải xoay sở ra sao, hắn đúng là được kế thừa rất nhiều dòng trí tôn, bản lĩnh cực hùng mạnh, nhưng trung quy không phải vị thần vạn năng. Đối mặt với sự đau khổ của kỳ tiêu vũ, sở thanh mặc nắm chặt tóc, hận không thể chịu đựng thay cho nàng giọng nói của kỳ tiêu vũ bắt đầu thở nên ngọt ngấy như đang cật lực khắc chế cái gì mở to hai mắt quyến rũ như tôi nhìn sở thanh mặc ca ca sau đó vươn hai tay ra sở thanh mặc trầm giọng nói tiểu vũ mau tình ta tin nhất định ngươi có thể chiến thắng sự ăn mòn của hắc ám thánh thí. ta không bị ăn mòn sắc mặt của kỳ tiêu vũ hồng lên một cách khác thường nhìn sở thanh mặc vô cùng dịu dàng và quyến rũ hạ giọng nói Cà ca ca tiểu vũ rất thích người